hùng lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản điểm tin đi tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từ con sóng vào mỗi buổi thứ sáu và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính như sau nội dung thứ nhất thì hùng lê cùng với anh chị sẽ đi view các cái danh mục các cái mã cổ phiếu rất là căn bản từ nhóm trụ đến nhóm thép nhóm ngành xây lắp bất động sản đầu tư công nhóm ngành banh nhóm ngành chứng khoán và cuối cùng thì cũng sẽ phân tích thêm một số Uh, các cái nhóm ngành ví dụ như phân đạm ví dụ như là thủy sản và mã cổ phiếu pen đó còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại tất cả các kịch bản phân tích tuần trong bản tin video tuần số 137 đó là tuần uh, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8. Uh, tuần đầu tiên của tháng 8. Phần thứ ba là chúng ta sẽ cùng có một vài những cái phân tích dự báo về xu hướng thị trường trong cái tuần giao dịch tiếp theo tức là tuần thứ hai của tháng 8. Thì như vậy là trong tuần vừa qua thì đường của chúng ta đã có một tuần giao dịch cực kỳ kịch tính, các anh chị cực kỳ kịch tính, cực kỳ căng go và qua mỗi một cái phiên giao dịch như vậy thì chúng ta lại có thêm những cái tình tiết, những cái tình tiết rất là quan trọng để chúng ta phân tích dự báo cái xu hướng của thị trường và nhìn chung thì tuần vừa qua là một tuần cực kỳ thành công. À, tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích rất sâu cái 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 cái, cái chỉ bộ ba chỉ báo chỉ số vn index chỉ số vn 30 chỉ số vái sinh ở trên góc độ nến m 5 và sau đó thì nến giờ và tiếp đến thì khung đến ngày để chúng ta uh, có được một cái góc nhìn tổng quan nhất về uh, xu hướng của index xu hướng của thị trường ok các anh chị và như vậy là chúng ta đã có một cái tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 À, theo quan điểm của hùng là rất là thành công anh chị rất là thành công và chúng ta cùng kỳ vọng tiếp theo tuần giao dịch tiếp theo sẽ là một cái tuần mà chúng ta sẽ nối tiếp được cái sự thành công của tuần đầu tiên à, tuần từ ngày mùng mùng hai à, từ ngày mùng một đến ngày mùng năm tháng tám các anh chị ok phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu đi view ở các cái danh mục khá là căn bản thì đối với Vick thì chúng ta biết rồi đúng không ạ sau những cái thông tin lình trình và đến cái thời điểm hiện tại thì uh, chúng ta thấy rằng là một số các cái biện pháp mà nó siết chặt lại tức là khả năng là cái 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 cơ hội để mà bứt phá đối với mã cổ phiếu VIX trong cái thời điểm ngắn hạn nó là rất khó các anh chị lưu ý như vậy và chúng ta chỉ đi phân tích để chúng ta nắm được cái xu hướng của tình hình thì đối với VIX ở trong thời điểm hiện tại đó là uh, khả năng thì tuần tới nó sẽ đi lại vùng 65 đến khoảng vùng 66 tích lũy thêm đó Vinhome trong Tuần vừa qua nó tăng tốt là nhờ có những cái động lực từ nhà đầu tư nước ngoài. Còn đối với Vinhome trong những cái tuần trước đây thì cũng đã có phân tích cho các anh chị vùng 58 58.5 là hỗ trợ kỹ thuật. Ngắn hạn thì Vinhome sẽ hướng lên khoảng vùng kháng cự 64. Ở trong tuần vừa qua thì Vinhome đã chính thức là vươn được lên cái kháng cự 63 và nó đang có một cái nhịp test trả lại cung ở đây thì tuần tới Vinhome có thể có ở quanh vùng 61.3. VRE VRE thì nhìn chung hiện tại là lực cầu cũng đang có những cái tín hiệu cải thiện tuy nhiên là Hùng cũng không có nhịp này cũng không có tham gia thì đối với VRE là chúng ta có nói đến một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 27 3276 ở trong tuần vừa qua thì nó đã bắt đầu công lại được cái vùng 28.5 và nó có bốn phiên đi ở sát cái biên hỗ trợ 28.5 đến vùng 29 ở nhìn cái trend kỹ thuật như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng được ở khoảng quanh vùng 30 các anh chị cầm thì chúng ta sẽ canh ở cái vùng đó để chúng ta chốt À, đối với Vinamilk hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy uh, những cái động lực mạnh uh, về cơ bản chúng ta vẫn có vùng hỗ trợ kỹ thuật 72 vùng kháng cự ở đây là vùng 73 73.5 và chúng ta thấy rằng bốn cái nến uh, cổ phiếu Vinamilk không thể vượt thoát qua vùng 73.5 ở đây. Đây là vùng cản ngắn hạn. Nhìn về mặt xu hướng như này thì đường mát đang có xu hướng suy yếu. Chính vậy nên cổ phiếu nó sẽ có cái cái sự chủ đạo là xu hướng đi ngang hoặc tích lũy hoặc là chỉnh giảm lại ở khoảng quanh vùng 72. Uh, VDC VDC thì um, cái tạo lập ở trong cái giai đoạn hiện tại nó cũng khá là khó chịu đúng không anh chị và chắc chắn là chúng ta sẽ không lựa chọn để chúng ta đánh những mã cổ phiếu này đó trụ trong thời gian này không có đánh được ở uh, nhìn chung thì VDC trong tuần cũ thì cũng đã có phân tích vùng 124 125 là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần vừa qua thì nó đi ở được uh, bám sát ở khoảng quanh vùng 126 và chúng ta có kháng cự ở đây là vùng 131.5 đến khoảng 132.5 SKG là mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư skg là mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư đầu tư các anh chị à, vì sao thì um, thứ nhất đó là nó cũng có một số các cái các yếu tố ví dụ như là yếu tố về kích cầu du lịch yếu tố về uh, sau khi covid ổn định trở lại và uh, sổ đông kiên giang nó cũng có những cái động thái tái cơ cấu tái cơ cấu lại thì như vậy là số đông kiên giang đã bắt uh, bắt đầu có những cái <laughs> nhịp uh, ổn định và chúng ta đã bắt đầu gom lại ở khoảng quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 trở thành một biên tích lũy. Và ke hỗ trợ 15 5 15.8, nói chung 16 ở uh, cho các cái nhịp mà chúng ta uh, phân tích đầu tư uh, được phân tích từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022 và bây giờ là ngày mùng 5 tháng 8 các anh chị thì chúng ta đã có một cái trend khá là dài và đến thời điểm hiện tại như vậy là Súp Đông Kiên Giang chính thức là đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu đó là 20 trên 20 và nó bắt đầu có những cái phiên chỉnh cung kỹ thuật ở đây theo quan điểm vùng nó rất là hợp lý rất là hợp lý các anh chị nhá thì tuần tới khả năng Súp Đông Kiên Giang sẽ có những cái điểm chỉnh quanh 19 19 năm năm ở đây đó chúng ta sẽ canh nếu trong cái trường hợp mà nó phải phù hợp với cả cái góc độ thị trường chung nữa bây giờ tí nữa thì thị trường chung cũng sẽ phân tích nhưng xu hướng thì nó test ở đây đó thì chúng ta có thể bắt thêm bắt thêm bắt thêm và chúng ta hướng đến người ta target kháng cự 21 ở nhịp này nhìn chung lực cầu thì đang khá là đẹp chen khá là đẹp và thị trường chung cũng đang khá là đẹp đó thì nó đang hội tụ một số các yếu tố kỹ thuật như vậy ở trụ man sang ở thời điểm hiện tại cũng không có làm ăn được gì cả đó nó đánh nó hơi rất là rời rạc ở đây chúng ta có vùng kháng cự khoảng trăm bao nhiêu ta trăm 112.5 và vùng hỗ trợ kỹ thuật của man san ở đây vùng 133 chấm 5 đến vùng 105 ở xu hướng tuần tới thì khi chạm cái hỗ trợ này có thể có một hai phiên bật và sau đó nó sẽ tiếp tục quay lại test ở nền này thủng nền thì có thể là nó sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ quanh trăm cổ phiếu BVH <laughs> BVH thì trong tuần thì BVH cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đó là vùng 59.5 đến khoảng vùng giá 60 Ờ, khi mà nó công được về kháng cự thì nó sẽ có những điểm test kỹ thuật lại và theo quan điểm vùng nó sẽ test lại quanh vùng 58. ở nhịp này thì chúng ta có thể kỳ vọng cái cái target của BBH nó cao hơn. đó là nó có thể đi lên được tiếp theo đó vùng 62 đến vùng 63. thì đối với tất cả các mã cổ phiếu các anh chị thì Hùng sẽ uh, phân tích theo dòng thời gian và nó sẽ chảy từ bản tin tuần này sang bản tin tuần khác và các anh chị lưu ý là khi chúng ta xem thì chúng ta có thể uh, dùng bút uh, sổ tay để chúng ta ghi chép lại những cái phân tích của ông lê đó, về quan điểm thì Hùng nghĩ rằng nó sẽ có ích và nó sẽ mang những cái giá trị lợi ích rất lớn cho nhà đầu tư Đó, khi mà chúng ta tiếp cận được những cái phương pháp phân tích kỹ thuật mà Hùng trình bày ở trên các cái video tuần Đó, thì chúng ta sẽ rất là chủ động ở Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu MIG Thì đối với MIG á là chúng ta không nên đua xanh đó, Nó cũng thuộc trong nhóm ngành bảo hiểm 2.5 đến khoảng vùng 23 chúng ta có thể canh gom ở tuần tới thì có ở vùng 23 23.5 đây sẽ là những cái vùng hội tụ kỹ thuật của nó và vùng khá cự ngắn là khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 27 các anh chị canh chốt ở vùng đấy ờ, cổ phiếu PNG nhìn chung thì PNG cũng uh, trong tuần vừa qua thì nó không có quá nhiều các cái động lực đúng không các chị từ vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây là vùng 110 112 thì trong tuần vừa qua có đẩy lên được trên vùng 115 nhưng cái tuần thì nó lại bắt đầu quay trở lại test lại ở quanh vùng 115 như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục à, đánh giá cái mức độ dao động của PNG ở quanh vùng 115 để chúng ta đánh giá thêm về mặt xu hướng. MV à, MVDG, G nghe bảo chuỗi bách hóa xanh bây giờ cũng đang có vấn đề. Các anh chị không biết là như thế nào, cụ thể như thế nào. À, tuy nhiên thì chúng ta cứ phân tích theo kỹ thuật thôi. Trong tuần vừa qua thì bờ cũng đã có một nhịp test cung về vùng 60. Và trong cái dự báo thì chúng ta có đề phòng thêm cái thiên hướng kỹ thuật là có thể có một phiên tức là có cái nến ở trong phiên ấy, nó nó đao xuống như này và sau đó nó rút chân lên. Nhưng về cơ bản thì vùng hỗ trợ của ở trong nhịp này nó là vùng 60. mươi à, tuần vừa qua nó có đánh lên được đến tức là sắp xỉ tiệm cận cái vùng kháng cự ở đây nó là vùng 64 đến khoảng vùng 65. Ở à, tuần tới thì MVRG có thể kéo tiếp nhưng mà chúng ta cũng có một cái vùng kháng cự ở đây thì các anh chị em lưu ý này, vùng kháng cự 6566 đây đây này đó thì chúng ta lưu ý đến cái vùng này đó, khi mà nó kéo lên đến cái tầm này rồi thì thôi đừng có mua nữa còn chúng ta chỉ mua hỗ trợ và có những cái nhịp uh, nhịp hồi ngắn thì chúng ta có thể canh thì chúng ta bán bớt đi uh, em pet ở trong thời điểm hiện tại uh, pet ở trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đã có một cái lực hồi tương đối là tốt uh, sau khi mà nó tiệm cận lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 33 lực cầu đang khá là ổn À, sấp xỉ gần một triệu như này thì pet nó sẽ hướng lên khoảng vùng 39 đến khoảng vùng 40 với Dgvk à, tín hiệu kỹ thuật hiện tại cũng đang khá là ổn định à, sau khi mà nó test à, đây test cung ở quanh vùng 58 thì tuần này nó đã bắt đầu công lại được lên cái biên kháng cự đó biên 62 đến khoảng biên 63 với lực cầu như thế này thì cũng tạm tạm và ngắn hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là DG World có thể kéo lên lại ở quanh vùng 71 đến khoảng vùng 72. 72. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành rất quan trọng đó là nhóm thép. Thì đến thời điểm hiện tại là nhóm thép đã bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt lên. Trên cơ sở đó là giá thép thế giới đang có cái sự phục hồi tốt. À, nhờ vào những cái tín hiệu đó là cái cái thị trường bất động sản của Trung Quốc sau một cái giai đoạn nó bị... À, bị 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 gọi là rung lắc bởi những cái tập đoàn lớn nó bị phá sản các anh chị. Thì dẫn đến cái câu chuyện là giá thép, thép cái cái tốc độ tiêu thụ thép nó bị giảm đi. Và khi cái tốc độ tiêu thụ thép nó bị giảm đi thì đương nhiên nó sẽ uh, nó sẽ là gì các anh chị? Nó sẽ nó sẽ làm cho cái 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 nhu cầu nó suy giảm thì thì cái cái cái, cái cầu nó, nó 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 giảm xuống thì giá thép nó sẽ sẽ như nào các anh chị? Nó sẽ giảm xuống đúng không ạ? Đó và 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 nguồn cung tăng lên đúng không Và cầu nó không có thì như vậy là giá thép nó giảm. Và đến thời điểm hiện tại thì giá thép bắt đầu có cái sự phục hồi. Cùng với đó thì chúng ta đã có một cái hành trình đi phân tích uh, nhóm thép khoảng 2 tháng, khoảng một tháng rưỡi. Tức là Hòa Phát đã tích lũy từ ngày 21 tháng 6 các anh chị và đến tại thời điểm hiện tại đó là mùng 8 tháng 5. Như vậy là nó cũng đã hình thành một cái 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 chiều ngang tích lũy Uh, tương đối là tốt nó tương đối là tốt và chúng ta cũng đã có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật trong một cái nhịp phân tích của thép ví dụ như vùng 21.5 sau đó thì đối với Hòa Phát là chúng ta nói rất kỹ ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 22 trong tuần vừa qua thì Hòa Phát chính thức đã bứt lại vùng 22 sau đó thì nó đã chính thức nó công lại vùng 23.5 và nó đang có hai cái test ở đây các anh chị hai cái test này là hai cái test tương đối đẹp hai cái test tương đối đẹp thì tuần tới khả năng cao thì nó tiếp tục nó quay lại ở vùng 227 đến khoảng vùng 23 ở vùng này thì các anh chị đang cầm cổ phiếu Hòa Phát có thể canh để gom thêm ở mục tiêu thì chúng ta vẫn có ở đây đó là Hòa Phát sẽ cán lại vùng target cũ ở đây mà chúng ta đang kỳ vọng tức là chúng ta đang phân tích một cái nhịp sóng từ uh, từ vùng hai uh, từ vùng 21.5 đến uh, hướng lên vùng 26 đấy là cái nhịp sóng đầu tiên của Hòa Phát ở nhịp sóng này chính là cái nhịp sóng mà nó chuyển pha xu hướng sau một cái kỳ giảm kỳ giảm dài đó thì nó cần thời gian và đây là một cái nhịp đầu tiên gọi là cái nhịp bẻ sóng bẻ lái đó thì thông thường là như vậy và khi mà sau khi một cái nhịp bẻ lái này xong á, thì nó sẽ có một cái nhịp nhịp test đó nhịp test xuống đây các anh chị đó, nó test test xuống mà nó không thủng vùng 24 thì cái đấy nó sẽ bẻ một sóng tăng ở bên này và cái sóng sóng đẩy này mới là sóng khỏe này sóng này thì sẽ được uh, trong phân tích kỹ thuật mà sóng Elliott thì thường thường mọi người sẽ gọi đây là sóng 3 đó, sóng tăng 1 sẽ tăng lên được khoảng vùng 26 sóng chỉnh 2 sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 24 24.5 và sóng tăng 3 sẽ là một sóng đẩy cực kỳ khỏe và cái sóng khỏe nhất là sóng 3 đó thì chúng ta sẽ uh, tiếp cận đến cổ phiếu Hòa Phát cực kỳ sớm và chúng ta bám sát theo những cái trend như vậy thì chúng ta sẽ rất là chủ động ok chị uh, cổ phiếu HSG uh, rất là đẹp rồi thì hoa sen cũng như vậy thôi nó bắt đầu hình thành một cái nhịp bẻ sóng và cái nhịp bẻ sóng đầu tiên thì chúng ta có nói đến vùng 20 thì tuần này là chính thức là hoa sen đã break vùng 20 các anh chị rất đẹp ở đây và cái biên lắc của hoa sen có thể là vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 cái điểm sâu hơn ở vùng 18.5 nhưng cái vùng 18.5 này thì khả năng là khó trừ trường hợp là thị trường chung chỉnh mạnh thì mới có khả năng ở vùng 18.5 còn nếu thị trường chung vẫn duy trì cái đà tích cực như tuần vừa qua thì cái việc mà cái vùng giá 18.5 này khả năng nó sẽ không có nhưng ít nhất là vùng cái biên rơ lắc là 19.5 thì các anh chị có thể canh con thêm cổ phiếu Nam Kim hiện tại cũng à, tương đối là đẹp rồi đúng không anh chị sau một cái thời gian suy giảm rất là mạnh mẽ thì Nam Kim cũng đã có một cái hành trình tích lũy đó, à, nhóm thép là chúng ta tích lũy và đối với Nam Kim thì cũng bắt đầu phân tích từ vùng 16.5 các anh chị À, chúng ta phân tích từ vùng 16.5 và nhịp đầu tiên thì chúng ta đưa cái target của Nam Kim lên vùng 20.5 Nó đạt được ở trong phiên giao dịch của ngày 15 tháng 7 Rồi sau đó thì nó chỉnh cung và nó tiếp tục quay trở lại test Đây các anh chị, đấy là những cái mô hình mà Hùng đã vẽ để mô phỏng rằng là khả năng thì Nam Kim nó sẽ có những cái biên đi ở quanh cái vùng đây này Chúng ta kéo cái vùng cái cái, cái bên bên này sang, đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đó là những cái vùng mà chúng ta đã mô phỏng và thứ hai tuần vừa qua thì Nam Kim chính thức đã đẩy lên được trên vùng 18.5 Khá là đẹp ở tuần này thì Nam Kim cũng bắt đầu đẩy lại cái vùng kháng cự 20.5 và nó cũng đang có hai cái test đây anh chị này Thì tuần tới các anh chị lưu ý vùng 20, 20.5 đó là vùng mà chúng ta có thể canh gom thu gom thêm Ở TVN tuần này thì TVN cũng đã break vùng 8.5 và đang có hai cây nến tả cung rất đẹp TVN các chị, anh chị có thể gom thêm ở quanh vùng 8.5 để chúng ta hướng về vùng giá mục tiêu 98 đến vùng 10 TLH uh, thép tiến lên thì đối với thép tiến lên cũng như vậy tuần này nó đã chính thức break được vùng 10 và nó đang có hai cây test cung thì vùng 9 đến 7 sẽ là cái vùng mà chúng ta có thể canh gom ở trong tuần tới với mục tiêu uh, tiếp tục break lại vùng 10 và hướng về vùng kháng cự 11 8 đến khoảng vùng 12 VGS đã khuyến nghị các anh chị chúng ta gom và uh, tuần này thì VGS cũng đã bắt đầu đi lại được cái vùng kháng cự 18 18 ở đây và nó cũng đang có hai cái test vậy thì cái vùng test kỹ thuật của nó sẽ ở khoảng quanh vùng 17.3 à, các anh chị có thể canh gom ở vùng 17.3 với một mục tiêu nhịp này thì chúng ta sẽ hướng VGS về khoảng vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 ok rồi à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí à, thì như các anh chị em cũng đã biết hiện tại thì Mỹ à, đang gây áp lực lên OPEC cộng để tăng cái sản lượng dầu và Uh, và và cái dự báo cái nhu cầu về giá dự uh, nhu cầu về giá dầu uh, dùng dầu á thì ở trên trên thị trường thế giới nó đang có cái đà trứng lại. Uh, sau sau cái nhịp tăng vừa qua thì nó đang có những cái dự báo như vậy chính vì vậy nên là chúng ta thấy rằng là giá dầu đã bắt đầu có những cái thiên hướng chỉnh giảm đối với VKI. Thì hiện tại là VKI đã không có bật cái update online nhưng mà hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng là VKI đang có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 88 đến khoảng vùng 90. Sau khi mà nó nó bị rơi mất khỏi vùng 94.5 thì nó sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và trong trường hợp nếu như mà VKT bị phá cái vùng 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 uh, vùng 88. Nếu như VKT bị phá vùng 88 thì khả năng cao nó sẽ về khoảng quanh vùng 80. nó như vậy là uh, giá dầu bắt đầu có những cái thiên hướng chỉnh giảm thì đối với giá dầu chỉnh giảm thì nó sẽ có một cái tác động tích cực lên toàn ngành kinh tế, tức là nó có cái tác động mà bao phủ các anh chị khi sang giảm á thì bất động sản được hưởng lợi này, du lịch được hưởng lợi này, rồi vận tải được hưởng lợi này, rồi chính người dân chúng ta được hưởng lợi này, rồi giá cả tiêu dùng nó giảm xuống tỷ số CPI giá tiêu dùng nó được kiểm soát này, thì đồng nghĩa với cái việc là uh, nó kích cầu được cái nền kinh tế, nó kích cầu được cái sự hoạt động của 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 cả cái nền kinh tế lên như vậy thì cái dòng tiền nó sẽ tốt lên và điều đó thì nó sẽ có những cái tác động rất tích cực đến cái cái tổng quan của nền kinh tế và khi nó có những cái tác động tổng quan về nền kinh tế thì đương nhiên thị trường chứng khoán nó sẽ có những cái hiệu ứng rất là tích cực và ông lê kỳ vọng rằng là vkt tiếp tục giảm để cho giá xăng tiệm cận về khoảng quanh vùng À, 22 đến khoảng khoảng đó khoảng là tầm khoảng quanh vùng 22 đến khoảng vùng 23 à 1 lít xăng đối với xăng 95 như vậy nó sẽ rất là ok. cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng cuối năm. ở tuy nhiên khi VKTI mà giảm thì nhóm P nó cũng sẽ có những cái động thái khó khăn. Đó, nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng lại đang nhìn thấy rằng là dòng tiền của tạo lập họ lại đang đánh P khá là tốt mặc dù là giá dầu đang có những cái thiên hướng chỉ giảm. Vậy thì chúng ta sẽ bám sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm P trên cơ sở là các cái vùng giá kháng cự và các cái vùng giá hỗ trợ các anh chị nhá. Thì đối với gas ở trong tuần vừa qua thì cũng có đề cập lại đến là nó có khả năng nó sẽ quay lại vùng kháng cự đây là vùng 110 đúng không chị? 110. Thì nó đã quay lại đây và nó đang đóng cửa khoảng vùng 109.5. <laughs> với xu hướng hiện tại của gas thì nhìn thấy rằng là vẫn đang có một cái đà tích cực ở nhất định nào đó. Thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại cái vùng 110 và ở chúng ta đang hướng đến kỳ vọng ở đây là gas sẽ đánh về khoảng quanh 115 ở PLX trong tuần vừa qua PLX cũng đã có một cái à, hành trình chức lũy tương đối là tốt à, Cái vùng 39.5 đến vùng 40 thì chúng ta đã có phân tích khá là dài rồi à, Vùng kháng cự ngắn hạn của PLX ở quanh vùng 42.5 Và trong tuần vừa qua thì PLX một lần nữa test về vùng hỗ trợ Và đang có xu hướng tiệm cận về vùng kháng cự ở đây Lực cầu bắt được bắt đầu được đẩy lên trên khoảng tầm 1 triệu rưỡi một phiên à, Trung bình như vậy đạt như vậy là khá là tốt Thì tuần tới chúng ta sẽ chờ đợi à, những cái tín hiệu à, tốt hơn và khi mà PLX đánh break được uh, vùng kháng cự đây 42.5 thì các anh chị có thể gom mạnh hơn để chúng ta có thể hướng về cái vùng kháng cự tiếp theo của PLX đó là khoảng quanh vùng 46 ở uh, PBS ở trong tuần vừa qua uh, nhìn chung thì chúng ta cũng đã bản chất là đối với PBS là chúng ta bắt đầu phân tích một sóng giảm ở bên này các anh chị nhé uh, và phân tích sóng giảm đó thì có đề cập đến vùng 21.5 và đối với thời điểm hiện tại nếu như chúng ta mua PBS ở vùng 21.5 đúng không anh chị 21.5 thì à, hiện tại thì chúng ta đang có lãi đó không bị lỗ đó và từ vùng 21.5 này thì chúng ta bắt đầu triển khai lên cái những cái vùng hỗ trợ tiếp theo ví dụ như là vùng 22.5 đồng thời chúng ta cũng có kháng cự 24.3 ở đây thì các anh chị cứ nhìn thấy đây tuần này nó không vượt được và tuần này nó cũng có đến ba cây nến đó à, công qua vùng 24.3 rồi nhưng nó vẫn chỉ hôm nay đóng cửa ở vùng 24.2 mặc dù là trong phiên đã có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt À, thế thì với động thái này, với động thái này thì có thể là um, PPS tuần tới nó vẫn sẽ có những cái điểm uh, test trả lại cung ở khoảng quanh vùng 24 uh, 23, 23 à 23 23.2 đó. ở khoảng quanh vùng 23.2 rồi sau đó từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì xu hướng nó sẽ kéo lên và ngắn hạn thì chúng ta có thể ngắm cái vùng kháng cự 26 của PPS Ờ PVD chúng ta cũng đã bắt đầu phân tích một cái sóng hồi từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 14 ở đây. Ờ sau đó thì chúng ta có tiếp uh, theo một cái vùng hỗ trợ 15. Thử là vùng hỗ trợ thứ hai. Ờ đồng thời chúng ta cũng có một cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 10 uh, 16 đến khoảng vùng 16.5. Và các anh chị lưu ý đó là PVD chia cổ tức trong tuần vừa qua nó chia nên các anh chị nhìn thấy không ạ? Đây những cái hình vẽ này, ví dụ như cái cái mõm này nó nằm ở dưới này thì bây giờ nó tụt mà, nó tụt mà. Khi chia cổ tức là giá nó giảm á. Đó. Thế thì là chúng ta những cái này là chúng ta bỏ đi. À đây những cái này chúng ta bỏ đi, ví dụ như vậy. Đó. Tức là sau khi mà chia cổ tức thì là chúng ta lại phải dọn dọn chác một lần. Đó. Bởi vì là giá nó sập mà. Dọn chác kỹ thuật một lần. Đó, thì cái này có thể chúng ta đưa về đây. Đó, ok. Đó, như thế. rồi thì đối với pvd thì chúng ta cũng đang bắt đầu phân tích mà một cái hành trình phân tích sóng lên tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần vừa qua thì pvd khá là tốt đây các anh chị hùng có vẽ các anh chị mà xem thêm bản tin tuần của hùng đúng không ạ thì các anh chị có thể nhìn thấy đây đồng có mô phỏng cái sự thay đổi về cái đường macd đó ví dụ như vậy nó đang cắm thế này thì nó bắt đầu nó cắt và nó chuyển pha thì đây các anh chị đây chính là cái điểm mà đây là hùng dự báo ở đây nhưng mà về đây nó chuyển pha và nó đang có những cái tín hiệu tích cực trở lại như vậy thì như vậy là cái xu hướng cổ phiếu, à, các anh chị xu hướng cổ phiếu nó sẽ tăng lên đó, đó xu hướng cổ phiếu nó sẽ tốt hơn thì uh, PVD, uh, nến kết tuần của PVD rất là đẹp nến kết tuần của hôm nay rất là đẹp đó uh, đóng cửa nó break được vùng 16.5, như vậy thì tuần tới có thể hướng lại quanh ngưỡng kháng cự 18 ở ờ, BSR BSR ở đây chúng ta có nói đến à, trong những cái vùng phân tích mà khi BSR của tuần giao dịch cũ đó là vùng 22 ở à, chúng ta nhìn đánh thứ nhất thì chúng ta hướng về vùng kháng cự 25.5 đến khoảng vùng 26 và đã có những cây nến tiệm cận về vùng kháng cự này trong tuần giao dịch cũ sau đó thì nó chỉnh cung thì chúng ta lại tiếp tục dò tìm một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là biên 23.5 ở đây các anh chị đó, à, chúng ta nhìn thấy những cây nến khá là sát với vùng 23.5 như vậy là chúng ta có đạt, đạt vùng 23.5, 23.7 như vậy là chúng ta sẽ có những cái điểm mua khá là sát ở à, mục tiêu thì chúng ta vẫn hướng lại cái vùng kháng cự 26 ở đây break vùng 26 thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp ở à, cổ phiếu oi à, nhìn chung thì oi cũng đã có những cái tín hiệu giao dịch rất tích cực ở trong tuần vừa qua đó thì à, đối với oi cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 11.5 đến vùng 12 và chúng ta sẽ hướng đến kháng cự đầu tiên của oi đó là vùng 12 đến vùng 13 thì trong tuần này thì OI đã chính thức là đạt cái vùng kháng cự là 13 và đóng cửa ở vùng 1 Mặc dù là phiên ngày hôm nay nó có những cái điểm chỉnh cung uh, kỹ thuật. Uh, thì đối với OI khả năng tuần tới nó vẫn còn những cái điểm test cung lại quanh vùng 128 và mục tiêu ở nhịp này thì chúng ta sẽ hướng cái kháng cự OI cao hơn lên vùng 14. Ờ uh, POVK trong cái thời điểm hiện tại ở đây chúng ta cũng thấy rằng lực cầu đánh của POVK phiên ngày hôm nay là cực kỳ tốt đó thì đối với povk là gì chúng ta bắt đầu khi mà povk chỉnh giảm các anh chị đây ở bên này thì hùng lê đã có những cái dự báo những cái dự kiến về các cái vùng mà povk có thể test lại cung đó là vùng mười và vùng mười đó các anh chị đây thì uh, chính thức từ đây thì povk bắt đầu tăng lại trở lại và chính từ cái vùng này thì hùng lê lại bắt đầu phân tích một cái sóng tăng sóng đầu, đầu tiên mà chúng ta hướng đó là vùng kháng cự ở đây đó, vùng 13.8 đến vùng 14. Sau đó nó chỉnh cung lại ở quanh vùng 12 năm, à đây 12 8, đây là bao nhiêu ta? 12 8. 12 8 đến 13 thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng này, bắt đầu nó hồi lên. Đó thì chúng ta lại tiếp tục ở trong cái video tuần vừa qua thì cũng có nói vùng 13 3. Đó sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của POK và như vậy là chúng ta có một cái cây nến tuần rất là thành công đối với cổ phiếu này. Như vậy thì tuần tới nó chưa chạy ngay được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nó có một cái cản Ờ, cái cản này cũng tương đối là khoai đấy, các anh chị Tương đối là khoai ở vùng 14.2 Đó 14.2, 14.3 gì đó Nôm na ở vùng này Thì khi gặp cái cản này ấy, Chắc chắn là nó sẽ quay lại Nó test cung một lần nữa Tức là khả năng nó sẽ quay lại tiếp cái biên ở đây ờ, Đó là biên 13.8, 13.9 các anh chị có gom thì chúng ta sẽ đặt ở những vùng này Khả năng theo quan điểm của Hùng sẽ có những cái vùng khớp ở đây Và nhịp này thì cũng uh, ổn thôi Khả năng cao thì PPK sẽ tiếp tục đánh thôi À, sau một cái nhịp rung uh, rũ ở đây các anh chị nhìn thấy đây là những cái nhịp rung rũ và cầu nó không có thì chứng tỏ rằng là cái dòng tiền lớn nó đang nằm ở trong cái cổ cổ phiếu POVK này này và rất có thể là có một cái game sâu gì đấy nó đang nằm ở đây đó mà, mà mà mình chưa biết vậy thì để có biết game hay không thứ hai phiên thứ hai tuần tới nếu nó đạt khoảng tầm 30 triệu thì có game đây ghi vào đây nha game game và nếu mà vol lớn hơn 30 triệu trong phiên ngày thứ hai và sau đó mà giá bờ rách được khoảng vùng 14.3 cộng thì có game và khi mà gặp cái tình huống này các anh chị cứ cân cật lực chồng lên cân cật lực cổ phiếu Povk không có gì phải đáng sợ cả thì đối với nhóm P chúng ta lưu ý các cái tín hiệu kỹ thuật của các mã cổ phiếu căn bản như vậy Uh, rồi uh, đến một cái nhóm tiếp theo rất quan trọng và đến thời điểm hiện tại thì team cùng lê cũng đang chiến đấu uh, rất là kiên cường nói chung là cái nhóm ngành này cũng là nhóm ngành vua các anh chị nó, nó nó không 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 thể thiếu nó được đó là nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng và đầu tư công và hiện tại thì uh, cái câu chuyện về đầu tư công á, thì thông thường là 6 tháng cuối năm á, là mọi người hay hay hay, um, hay 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 nói về những cái cái, cái câu chuyện về đầu tư công đó hay có những cái bài báo rồi hay quyết toán dự án rồi là hay bút toán dự án rồi các cái 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 dự án các cái biên lợi nhuận đó, thì toàn thường thường là người ta sẽ đẩy vào quý 3 và quý 4 à, đấy là những cái quý mà nhóm ngành bất động sản trở nên sôi động trở lại thì đấy cũng là một cái cách mà chúng ta nhìn những cái cái hướng như vậy để chúng ta à, như vậy là nhóm ngành bất động sản khả năng nó sẽ có những cái tín hiệu tích cực ok thì uh, bộ đôi đầu tiên nó là DG thì uh, DG như vậy là trong tuần vừa qua DG đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 40 trên 40. Căn bản như vậy thôi và uh, phiên kết tuần thì nó đóng cửa 41.5 tương đối đẹp. Có thể tuần tới nó sẽ còn có cái biên lắc, uh, biên gọi là biên rơ các anh chị. Khi mà nó đây các anh chị, khi mà nó công kháng cự 40 thì bao giờ nó có cái độ rơ của nó là vùng 38.5. Đó, uh, 38.5 đến vùng 40 đó là vùng độ rơ của nó và khi đó thì thường thường là cổ phiếu nó sẽ cần thêm thời gian để nó tích lũy ở đây và Ờ, chúng ta sẽ cần thêm một cây nến ngày thứ hai trong trường hợp nếu như mà P uh, uh, xin lỗi cả nhà, DG mà nó uh, nó xuất hiện một cái cây hammer gọi là cây nến cường lực. Đó, mà bật lên tiếp mạnh ở đây thì như vậy là xong rồi. Như vậy thì là chúng ta sẽ hướng 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 cái target lên vùng 45 và thậm thậm chí là vùng 50 của nhịp này đối với DG. Sell ngày hôm nay đánh cũng khá là tốt, lực cầu tốt, sell đang duy trì một cái lực cầu khoảng tầm 7 triệu trên một phiên như vậy là tạm ổn. Ờ đối với sao thì cũng đã bắt đầu có cái sự phân tích mới với mã cổ phiếu này và các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần từ cái vùng giá 23 24 ờ và 26 27 đây đó là những cái vùng mà chúng ta đã bắt đầu tính toán những cái điểm gom của sao điểm 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 kỹ thuật đầu tiên đó là sao sẽ đánh lên vùng ở đây đó là vùng 33 thì chính thức là tuần này là sao đạt 33 rồi một còn vượt kỳ vọng cơ cơ nó đánh đóng cửa vùng 34.3 như vậy là vượt kỳ vọng với lực cầu cũng tạm gọi là ok Ờ, như vậy thì chúng ta sẽ hướng cái target lên vùng 36 và cái vùng 36 này cũng là cái vùng cản tương đối mạnh thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở trong tuần tới. Trong trường hợp nếu như mà tuần tới mà sell mà break được cái vùng 36 cộng thì chúng ta sẽ hướng uh, hướng nhịp này của sell lên khoảng quanh vùng 42 và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định khoảng tầm trên 7 triệu cổ phiếu trên một phiên là được. Như vậy là bắt đầu là sell cũng đã có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt. Và khi sell chạy thì nó kinh lắm. Con này đầu cơ cao. Đội đánh tốt. <laughs> rồi, đối với Hoa Bình thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, từ vùng 17.5 đến vùng 18 chúng bắt đầu phân tích một sóng lên. Và sóng lên này thì đâu đó cũng hoàn thành được cái vùng target mục tiêu, đó là khoảng quanh vùng 21.5 rồi các anh chị, tức là quanh vùng 21.5 là đạt được rồi. Đó, 21.5 mà đạt được rồi, chính thức là đạt được rồi. Hôm nay đóng cửa 21.35 nhưng trong tuần thì đã có những cái thời điểm mà đóng cửa vùng 21.5. À, như vậy ở đây nó có cái vùng kháng cự vùng 22 đây. À, tuy nhiên đối với ABC thì nó cũng có luôn một cái vùng hỗ trợ hai 20.8 ở đây cực kỳ đẹp. Và ông kỳ vọng rằng cái việc mà nó tích lũy uh, càng chặt càng bền ở quanh vùng 20.8 thì nó sẽ là cái cơ hội rất lớn để cho uh, Hòa Bình sẽ đánh break vượt uh, vượt cạn ở đây, đó là vùng 23. Và khi HBC mà đánh vượt được vùng 23 rồi thì thôi xong, tức là lúc đấy là chúng ta chỉ ngồi rung đùi thôi. Rung đùi tính tiền thôi các anh chị chứ còn khi đấy thì không không phải làm gì nữa cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn này giai đoạn mà chúng ta phải căn ke từng cái thời điểm để chúng ta cân đo đong đếm chứ còn khi mà cổ phiếu nó chạy nước rút và nó, nó phi thủng được cái vùng 23 rồi thì đấy rất là đẹp và cặp uh, cặp cùng với hbc thì sẽ có đất xanh dxg hai thằng này dxg uh, các bạn có hỏi hùng là là cái cơ sở nào để hùng sắp xếp những cái mã cổ phiếu với nhau thì thực ra thì nó chả có cái cơ sở nào cả đó không có một cái cơ sở nào cả chỉ có điều là hùng nhìn thấy được cái tính tạo lập của các mã cổ phiếu giống nhau đó, thì chúng ta đấy các anh chị nhìn này hbc nó thì các anh chị nhìn cái cách tạo lập cái cái đi của hbc đó, nó khá giống với cách đi của dxg nó đi này nó lên này nó xây này xong nó lên này, nó xây này xong nó lên nó xây thì cái cách đi đấy là cách đi rất hay thì đối với đất xanh đất xanh thì khả năng là bây giờ là chúng ta đang có một siêu sóng các anh chị siêu sóng và cực kỳ đẹp À, tuần này thì nó chính thức hoàn thành tiếp cái vùng giá mục tiêu vùng đặt ra đó là vùng 27 và khi mà công vùng 27 thì nó cũng sẽ có một cái độ rơ và cái độ rơ của nó thì có khả năng là nó rơ về khoảng quanh vùng 26 đến khoảng vùng 27 và mục tiêu tiếp theo của đất xanh đó là chúng ta sẽ hướng lên vùng 30 đến khoảng vùng 31 của nhịp này. À, cổ phiếu DXS cũng được cùng phân tích khuyến nghị đầu tư nó là em em họ thằng đất xanh thì đối với DXS là tất nhiên DXS là cái thanh khoản của nó không được tốt nên là chúng ta cứ bình tĩnh từ từ đó, cứ bình tĩnh từ từ đó và đến thời điểm tại thì Hùng đã ngắm được cái vùng 16 16 8 ở đây đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị rồi khi đã ngắm được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi thì bắt đầu chúng ta gom và chúng ta sẽ có những cái điểm gom ở quanh đây 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 ví dụ này thì chúng ta cái cách rất là đơn giản thôi đó là chúng ta có thể vẽ một cái đường line này và chúng ta sẽ ke từ vùng 17.6 đến khoảng vùng 18 đó, 17 điểm sau đến khoảng vùng 18 đó là vùng mà chúng ta có thể canh gom rồi canh gom từ từ thôi đó và chờ đợi chờ đợi cái gì à, chờ đợi một cái lực cầu bắt đầu nó đánh lại khoảng tầm trên một triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu hướng uh, cái dòng tiền nó tốt hơn còn giai đoạn hiện tại đó là giai đoạn mà uh, chúng ta đi thăm dò ở cổ phiếu SCR thì được tiếp tục khuyến nghị cầm nắm cho 6 tháng cuối năm các anh chị và đối với SCR thì cũng đã bắt đầu ở phân tích một sóng lên từ vùng giá 8.7 đến vùng 9. Mục tiêu đầu tiên đó là công về vùng 11.3 thì trong tuần cũ là SCR đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 11.3. Ờ à, sau đó thì nó test cung và những cái lực những cái điểm test cung này của SCR đang tương đối đẹp và nó bắt đầu nó tích lũy lại ở trên vùng 12. Ờ à, cái việc mà cổ phiếu nó đi như thế này ấy, nó chỉ cần một cái phiên thôi, một cái phiên bùng nổ thôi và nó sẽ kéo cổ phiếu đi rất là nhanh. Đó, vậy thì À, đối với SCR, các anh chị có thể gom thêm ở quanh biên một đến khoảng biên 12 à, Chúng ta sẽ hướng đến target tiếp theo của SCR ở quanh vùng 14 LDG sẽ kẹp cùng với SCR các anh chị Đúng rồi, con này sẽ đi cùng nhau Thì à, đối với LDG trong tuần vừa qua thì LDG cũng đã chính thức đạt được cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 10 thì khi nào được đến vùng 10 rồi thì LDG cũng đã có ba cây nến nó test lại ở trên 10 khá là đẹp và hiện tại đóng cửa vùng 16. 10 65 là ổn và lực cầu đang duy trì trung bình khoảng tầm 6 triệu. Ờ à, như vậy đối với LDG á, muốn muốn nó chạy được mạnh á, thì nó phải có những cái trận đánh những cái phiên đánh nó tâm đâu đó được cầu nó khoảng tầm độ 14 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì giai đoạn đầu của cái sự hình thành thành chóng trong, trong tăng á, thì nó sẽ chưa có nhưng đến khi khả năng là nếu như mà LDG nó đánh uh, nó đánh vượt vượt được cái vùng kháng cự 123, khả năng lên đến cái tầm này thì nó mới bắt đầu là uh, nó mới đắt, bắt đầu đi đi lình trình kiểu này, nó đi kiểu này và bắt đầu nó nhồi cung. Và bắt đầu đến cái đoạn này thì mới có những cái phiên những cái trận đánh khoảng tầm 14 triệu thì nó sẽ nằm vào khoảng trên khoảng vùng 132 đến khoảng vùng 14. Đó là theo dự báo của Hùng chúng ta sẽ bám sát thêm ở cái vùng này. Đó. Rồi cặp đôi tiếp theo đó là C2, C2 thì hơi tiếc nuối một tí. Tuần này vẫn chưa thể vượt thoát được vùng 21.5. Trang kỹ thuật thì vẫn là đẹp rồi, bởi vì đối với C2 thì chúng ta bắt đầu phân tích khá là sớm và đã khuyến nghị các cái vùng mua từ quanh vùng 16, các anh chị từ quanh vùng 16 và chúng ta hướng target 1 lên vùng 20. Đạt 20 chỉnh cung xong thì chúng ta bắt đầu hướng lên vùng 21.5 và break vùng 21.5 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 22.5 đến vùng 24 của nhịp này. Thì đối với C2 đây cũng là một cái giai đoạn mà nó bắt đầu bẻ sóng. Thì chúng ta kỳ vọng cái sóng sóng tăng 1 nó chỉ đạt được như vậy thôi. Và sau đó thì nó sẽ đi sang cái sóng chỉnh 2. Nó xong cái sóng chỉnh 2 thì nó sẽ đi vào sóng tăng 3 và sóng tăng 3 sẽ là một sóng tăng rất khỏe. <laughs> sóng tăng đó thì chúng ta tha hồ kiếm tiền theo quan điểm của Hùng là như vậy. <laughs> Tuần tới thì khả năng C2 vẫn đang Ờ, chúng ta chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của xe 2 đánh đánh lại quanh vùng đánh được bật đáy 21.5 thì ra ta hướng kháng cự cao hơn ờ, cổ phiếu NBB có hỗ trợ kỹ thuật 17 173 17 năm tuần này thì NBB bắt đầu công lại vùng kháng cự 188 chúng em này có vùng 188 đang hơi 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 chảy cối vùng 188 đến vùng 20 mục tiêu mục tiêu thì sẽ hướng đến vùng 20 và khi mà cổ phiếu NBB break được cái vùng 20 cộng thì đó thì nó sẽ mở trend. À, khi đó thì nó sẽ có những cái vùng đánh tốt hơn, dài hơi hơn đối với MBB. À, quên, xin lỗi cả nhà, 577. Rồi, à, bộ tiếp theo à, gồm có bốn cổ phiếu đó là FCN thì à, nó liên quan đến tư công à, và con này thì cũng đang ngành nghề. Nói chung là như vậy, hạ tầng kỹ thuật thì chúng ta cũng đã bắt đầu phân tích lại một cái sóng tăng của FCN từ vùng giá 12-13 Đấy là biên hỗ trợ và chúng ta đang hướng đến cái vùng giá mục tiêu đánh về khoảng quanh vùng 16-16 năm ở đây Thì là phiên hình như là cái này đã đạt 16 năm 16.65 tức là như vậy là về mặt target kỹ thuật là đã hoàn thành nhịp 1 Sau khi nó hoàn thành nhịp 1 rồi thì nó đang có những cái động thái tích lũy ngang ở quanh vùng 16 như thế này Thì quan điểm của Hùng cũng khá là đẹp và chúng ta chờ đợi một cái phiên bùng nổ Một cái phiên bùng nổ để uh, đánh dấu tiếp cái xu hướng tiếp theo và nhịp này thì đang hướng FCN về khoảng quanh vùng 18 ở <laughs> uh, VCG tuần này cũng đã đạt được cái vùng target mục tiêu đó là vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 uh, nó đạt được vùng 24 bốn. Uh, điểm tích cực đó là vùng 22.9 của VCG không thủng đấy đấy nó đi ngang như này thì với cái cách đi như này thì chúng ta cũng sẽ bám sát thêm và trong cái trường hợp mà thị trường chôn thuận lợi và nó có một cây nến xanh đặc như này gọi là nến cường lực hay nến hammer đó thì chúng ta sẽ có cái target tiếp theo đó là vùng 26 ở nhịp này mà khỏe khỏe thì chúng ta sẽ hướng cái target của VCG lên khoảng quanh vùng 28 ở LCG trong tuần vừa qua thì LCG bắt đầu tiệm cận lại vùng kháng cự 13 <laughs> đồng thời nó cũng có vùng hỗ trợ test cung ở quanh vùng 12.3 à, tuần tới khả năng sẽ có thêm những cái điểm 12.3 và chúng ta sẽ hướng đến cái vùng kháng cự của nó cao hơn đó là vùng 4.5 đến khoảng vùng 15 cổ phiếu C4G cnco 4 được khuyến nghị uh, gom Cenco 4 là cổ phiếu mới được khuyến nghị gom C4G ở ngày 28 tháng 7 11.8 đến vùng 12 Nói chung là như vậy Quanh quanh như vùng đó Uh, chúng ta đang nhìn thấy những cái vùng uh, uh, khá là đẹp đối với C4G để chúng ta có thể thu gom từ 18 đến vùng 12 và tuần này thì C4G đang tiến công lên vùng 13.3 và khả năng cuối năm như hùng có nói thì uh, những cái câu chuyện về đầu tư công uh, nó cũng sẽ có những cái uh, uh, gọi là xu hướng uh, um, các anh chị uh, nó sẽ có những cái kiểu bài báo uh, viết lách like, rồi nào chính phủ uh, chỉ đạo ABC chỉ Z vân vân vâng. những hùng ít quan tâm đến người đó còn chỉ quan tâm đến cái xu hướng kỹ thuật là phần chủ đạo và quan tâm đến phần cơ bản của nó mục tiêu đối với C4 g thì nhịp này nó đang là những cái nhịp chỉnh cung và bẻ bẻ cung <laughs> bẻ tren thì nó sẽ hướng đến vùng 13.3 và xa xa hơn ở đây thì chúng ta đẹp đẹp thì nó sẽ về khoảng quanh vùng 15 và sau đó bắt đầu nó sẽ chốt nó sẽ chốt nhịp sóng này và chúng ta sẽ dò tìm tiếp cái điểm hỗ trợ tiếp theo có cổ phiếu G36 cũng đã được phân tích Uh, khuyến nghị đầu tư G36 mới thôi G36 mới hôm nay à G36 chắc phân tích ở nhóm thảo luận nên là tìm ở đây nó không có thì uh, đối với G36 hiện tại tín hiệu kỹ thuật cũng đang khá là ổn áp anh chị nhé <laughs> khá là ổn áp và cách đi của nó cũng đang khá là ổn thì đối với G36 các chị có thể ke quanh vùng 9.8 đến khoảng vùng 10. Đây là cái vùng mà rơ tức là những cái điểm rơ rơ lag ấy. Đó thì chúng ta có thể gom dần đây quanh vùng 9.7. 9.7 thì nó hợp lý hơn. 9.7 đến khoảng vùng 10. Đó. Ờ, thì chúng ta cứ gom từ từ và sau khi mà lực cầu nó đánh khoảng nói chung con G36 này thì khi nó chạy thì nó chạy khá là nuột nà đấy, nó cũng không không phải là 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 nặng nề lắm đâu và cái lực cầu nó được đẩy vào khoảng tầm độ tầm 2 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy sẽ là, là, xác nhận cái dòng tiền của tạo lập bắt đầu vào dòng tiền lớn ấy, bắt đầu vào và đấy là thời điểm mà chúng ta có thể gia tăng mạnh mẽ cổ phiếu lên à, cặp tiếp theo đó là TDH TDH <laughs> cái tính đầu cơ của con TDH này cũng khá là cao và trong cái thời điểm hiện tại thì các anh chị uh, cũng của nó rồi vùng 5.4 5.7 chúng ta cái gom từ từ Ờ, mục tiêu đầu tiên là vùng 6-8 sau đó là vùng 8 Đấy là những cái mục tiêu đầu tiên để giúp cho TDH bẻ chen Chỉnh chen Bây giờ cái lực cầu nó chưa có TDH nó cũng phải đánh Con này lực cầu nó cũng phải đánh đâu đó khoảng tầm Khoảng tầm 4-5 triệu cổ phiếu trên một phiên thôi nó Còn hiện tại bây giờ lực cầu đang khá là thấp Chính vậy nên là đây đang là cái giai đoạn mà Cổ phiếu sẽ bẻ trend MDRH Siêu sóng các anh chị nhá Con này mà chạy thì thôi đấy con này mà chạy thì các anh chị nhìn ở đây này, nó chạy từ vùng 8 mà lên đến tận vùng 28 cơ. 8324. Uh, khuyến mại thêm 4.000 nữa thành 28 tám uh, nhân 3 lần tài khoản. Đấy cũng khá là căng. Uh, và thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm thấy những cái yếu tố tạo lập uh, rất là đẹp rồi và dòng tiền họ bắt đầu gom. ở uh, sau khi gom xong thì họ bắt đầu đẩy. Đây đang là những cây cây đẩy của cổ phiếu này. Đó, vậy thì cái nhịp cản cuối cùng đó là còn nhịp cản 10 nữa thôi anh chị muốn làm cái gì làm thì còn cản 10 nữa thôi do đó là chúng ta có thu gom cái gì có làm cái gì thì nói chung là mua dưới 10 còn trên 10 thì thôi đó, ok ở trên 10 thì thôi và khi mà cổ phiếu đã break 10 cộng rồi á, thì lúc đó chúng ta sẽ hướng lên vùng kháng cự đầu tiên đó là vùng 12 như vậy từ vùng 10 chạy lên 12 là 20% đó. sau đó sẽ hướng lên kháng cự 14 lên được 14 tức là nó tăng khoảng tầm 40 phần trăm như vậy là sơ sơ là cũng ngon đúng không anh chị đó và đối với em này thì Hùng đã có phân tích ở vùng 8.8 đến vùng 9 cho chúng ta thu gom cổ phiếu ITC ITC thì bây giờ ngon rồi <laughs> ITC thì bây giờ là siêu sóng rồi đúng không anh chị đó thì những cái lúc mà chúng ta thu gom Hùng thường có những cái điểm phân tích cực kỳ sớm ITC cho anh chị 14 tháng 7 lúc đó là cổ phiếu này đây nhân tố mới biên 10 10.3 giờ em này thuộc ngành bất động sản tính đâu con rất rất hay mục tiêu là công kháng cự vùng 12 12.5 rồi tính tiếp đó. ngày 12 tháng 7 à ngày 14 tháng 7 hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 đây tại những thời điểm này đó chính là thời điểm mà mình bắt đầu uh, ngắm được cái vùng quanh vùng 10.4 <laughs> rồi. Và mục tiêu là công kháng cự vùng 12 12.5 và bây giờ nó bay mất 12.5 rồi thì thì thôi xong. Lên vùng 16 16.5. Ok. À, cặp đôi tiếp theo đó là Nam Long và KDH cũng đã được uh, khuyến nghị phân tích đầu tư ở trong nhóm này. Hiện tại thì Nam Long cũng đang uh, rất là đẹp rồi các anh chị nhé <laughs> Nam Long rất là đẹp rồi. À, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 35.5 36.5 ở đây và À đối với Nam Long thì trong tuần vừa qua có một điểm test kỹ thuật ở đây ở vùng 39.2. À sau đó tiếp tục thì nó tiếp tục uh, giao dịch uh, tiềm cận ở quanh vùng 42 và nó có một cái ưu việt đó là vùng 40.2 không thủng. Đấy là một cái một trong những cái điểm rất là đặc sắc của Nam Long. Mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng lên vùng uh, mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 43.5 đến khoảng vùng 44 break được vùng này thì nó sẽ hướng lên vùng 51 52 và khả năng đối với Nam Long nhịp này thì chúng đang hướng cái target nó cao hơn đó là khoảng vùng 51 đến khoảng vùng 52 ở KDH cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư KDH KDH cũng bắt sớm lắm KDH đó các anh chị thì cái cái room không chat này mà anh nào mà chat là bị phạt 50.000 này Đóng quỹ này nên là chỉ có mỗi hùng lê chat thôi Các Anh chị nào mà có đủ tiền thì cứ chat thoải mái Đó thì ví dụ Nam Long Chúng ta đã có những cái phân tích từ vùng ngày 21 tháng 7, 15 tháng 7 Khả năng 15 tháng 7 là cái 14 tháng 7 Đó 14 tháng 7 là bắt đầu phân tích Nam Long và KDH đó các cái tài khoản mà đang cầm hoặc là mở mua mới thì bắt đầu là chúng ta Chiến đấu Nam Long và KDH bởi vì cái lực cái vị thế của nó bắt đầu tốt rồi. Đó, cái vị thế nó bắt đầu tốt rồi và Nam Long thì bắt đầu này. Đó. KDH thì hùng đang lúc đó đây các anh chị nhìn cái ảnh này đúng không ạ? Đấy KDH lúc đấy khoảng 30 35 36 này. cây nến tăng đầu tiên và Nam Long Nam Long lúc đấy thì đâu đó nó khoảng vùng 30 8 37, 38 Đó KDH Đây anh chị Chính là cây nến này đó. Sau đó test cung lại này. Rất đẹp ở quanh vùng 36 à, Bây giờ thì chúng ta đang hướng Lên mục tiêu đó là giá 40 Tuần tới thì nó có thể có những điểm test cung Ở quanh vùng 38.3 có thể thu gom thêm Uh, mục tiêu đánh break vùng 40 thì chúng ta sẽ hướng kháng cự vùng 43 và nhịp này thì cũng như vậy, KDH thì cũng đang hướng đến những cái target nó cao hơn, nó ít nhất là phải đạt được quanh vùng 42 43. Như vậy là từ vùng 36 mà lên được vùng 42 43, như vậy chúng ta có một cái target tạm tạm, cũng tạm ổn đối với cổ phiếu này. Như vậy là nhóm ngành bất động sản đang cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là hay và chúng ta tiếp tục bám sát các anh chị, tiếp tục bám sát những cái Uh, phân tích này để chúng ta nắm thêm và chúng ta có thêm những cái hướng hành động ở trong cái tuần giao dịch mới ok ờ uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, sang hai cái nhóm ngành rất quan trọng và hai cái nhóm ngành có thể gọi là trụ lực đã giúp cho thị trường của chúng ta uh, có những cái tín hiệu khởi sắc và giúp cho tài khoản của chúng ta tăng rất là tốt phải nói là như thế ờ uh, đó là nhóm ngành chứng khoán đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán nhưng mà trước khi đi vào nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh trước Việc công banh rất là tuyệt vời đúng không ạ việt công anh thì chúng ta đã bắt đầu phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây quanh vùng 72 sau đó thì hùng hướng lên vùng 74 hướng lên vùng 74 xong thì hùng sẽ hướng tiếp lên vùng 78 và break vùng 78 thì chúng ta hướng lên vùng kháng cự 81.5 đến vùng 82 như vậy là quá là tuyệt vời đúng không ạ nếu mà chúng ta bắt Việt công anh ở à, như vậy sau một cái nhịp đánh rất là mạnh như này thì như vậy như như vậy là Việt công anh chắc chắn là nó sẽ có việc chỉnh cung test nền đó là câu chuyện rất bình thường khả năng sẽ quanh vùng 80.5 à, ờ, vùng 80.5 mà không thủng thì chúng ta sẽ hướng tiếp được một cái kháng cự tiếp theo đó là lên vùng 85 nói chung khả năng là việc có banh nó chỉ kéo lên tầm đấy thôi là khả năng sẽ hết ờ, MBB MBB trong thời điểm hiện tại như thế nào Ok đối với MBB cũng khá là đẹp rồi ở trong tuần này thì MBB cũng đã chính thức nâng tầm tức là nó đã bắt đầu nâng tầm lên được vùng 26.5 và sau đó nó bắt đầu có cái độ rơ Tức là nó đang có biên 263, 267 ở đây để nó đi ở các anh chị mà đang cầm MBB chúng ta sẽ canh ở vùng 263 ở chúng ta canh gom thêm và mục tiêu ở trong nhịp này thì MBB tiếp tục hướng lên vùng kháng cự 28 tám uh, BIDV bit bit đang khá là đẹp đối với BIDV, tuần này thì BIDV cũng đã nâng tầm lên, tức là BIDV đã hoàn thành vùng kháng cự 38 và nó bắt đầu có đến khoảng ba cái đến bốn cái nến test về mặt lý thuyết là nó có bốn cái nến test như này, không thủng 38 là rất là đẹp rồi. với tín hiệu test này thì hoàn toàn có thể kỳ vọng tuần tới thì BIDV sẽ có giá ở quanh 41 đến khoảng tầm 41.5. À, em công thương công thương cũng đang đẹp rồi công thương như vậy là dòng tiền đánh cũng đang tương đối là ổn và tương đối là tương Tuần này thì công thương đã chính thức vượt vùng 28 à, Các anh chị có nhớ cái hình vẽ này đâu Hùng vẽ một cái hình nến với một cây hammer à, Để mô phỏng rằng là chúng ta chờ đợi một cái ngày nào đó à, có một cây hammer để nó đẩy vùng 28 Thì phiên giao dịch của ngày thứ hai à, Ờ, gọi là bụt đã xuất hiện đúng không ạ và bụt đã kéo cổ phiếu Công Thương lên khỏi vùng 28 cộng ờ, tiếp tục sau đó nó có vùng 28.5 test cung quá đẹp luôn trời như thế này là đẹp hơn kiều luôn đẹp hơn kiều luôn trong phân tích kỹ thuật mà test như này đẹp hơn kiều luôn có thể canh gom thêm mục tiêu có thể canh gom thêm quanh vùng 28.5 và hướng về vùng kháng cự 30 30.5 của Công Thương à, uh, Techcombank cũng đẹp rồi Techcombank như vậy là tuần này cũng bắt đầu uh, gọi là ghi điểm nhưng mà ghi cũng chưa chưa xuất sắc nhưng mà cũng được ít nhất là vùng 38 38.5 là đóng cửa được ở trong cái biên này đó là cái biên gì ạ biên kháng cự tích lũy ở biên kháng cự để làm gì khi mà tích lũy được cái thành công ở biên kháng cự thì nó sẽ là một cái cơ sở rất quan trọng để cho Techcombank nhồi lệnh để mà đẩy lên uh, đó và với tín hiệu hiện tại của nhóm banh thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng là banh sẽ nhồi tiếp để đẩy lên ở khoảng quanh vùng 41 à, 40.5 đến khoảng vùng 41 Techcom <laughs> TP Bank TP Bank TP Bank được khuyến nghị mua thì à, đối với TP Bank là mọi người đang lo lắng cái vùng kháng cự của nó ngắn hạn ở đây ở vùng 29.5 đến vùng 30 thì đúng thật là như vậy nó có cái vùng kháng cự này rất là dài Uh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Tech uh, TP nó cũng đã có một cái trend chỉnh khá là dài và nó bắt đầu hình thành. Nó bắt đầu hình thành được một cái gì đây các anh chị? Đấy gọi là cái điểm chuyển pha xu hướng. Uh, chuyển pha xu thế uh, nó hoàn mình đấy các anh chị này, đấy nó hoàn lại, nó hoàn mình đây và cái sự hoàn mình này rất là đẹp, rất là uyển chuyển luôn. Đó. Đó nó đi nó đi hình răng cưa đúng không ạ? Và bắt đầu nó có tín hiệu thoát lên thì như vậy là cái để mà nó đi tiếp thì đầu tiên nó sẽ kéo lên ở khoảng quanh đây tức là nó sẽ kéo lên tiệm cận vùng 30 đó sau đó nó sẽ, nhả cung một nhịp rồi nó nhả cung một nhịp và như vậy nếu như chúng ta thu gom ở khoảng quanh vùng 28 28.2 thì nó hoàn toàn phù hợp với giá vốn của cái nhịp nó chỉnh cung ở đây ví dụ thế và để nó đi tiếp như vậy á, thì nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 28.2 à, đó 28.2 và cái cái target mà chúng ta xây cho TP3 nhịp này là quanh vùng 33 À tức là uh, thu gom ở quanh vùng 28 và cái đích cuối cùng mà chúng ta dự báo uh, chúng ta kỳ vọng đó là biên 33 của TVB. Đó, thì uh, đối với TVB này là điểm mua mới này. ở <laughs> uh, cổ phiếu MSB ngân hàng hàng hải cũng đang khá là ok. Uh, đối với MSB thì các anh chị lưu ý đó là chúng ta đang hướng đến cái vùng giá mục tiêu của nó đó là vùng 20. Còn break được vùng 20 hay không thì khi đó chúng ta sẽ tính tiếp, nhưng ít nhất là nhịp này thì sẽ kéo lên vùng 20 cái đã rồi tính tiếp. Cổ phiếu ABB cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị mua Đối với ABB thì không vội được à, Chúng ta phải xem tên thạc tuần Đó Và những cái vùng mà chúng ta đã phân tích để mua Đâu đó ở quanh vùng uh, bao nhiêu này Quanh vùng 10.3, 10.4 gì đó 10.5 gì đó à, Bây giờ là lên 11.8 Và mục tiêu thì hướng về vùng 12 Xa hơn sẽ là vùng 13 à, Con này nó sẽ đẹp khi mà nó kéo được lên khoảng vùng 14 Sau đó nó nhả cung lại test lại cung quanh vùng 13 không thủng đó thì khi đó thì nó mới đẹp khi đó thì thì là cái cái sóng đẩy này mới là sóng đẹp còn cái sóng mà chúng ta ăn ở khoảng quanh vùng 10.5 đây này con này là mua được ở quanh mua mua quanh vùng 10.5 10.6 ABB là khuyến nghị mua 10.5 10.6 đó thì nó lên được cái nó bắt break, break, được cái vùng 13 ở đây thì mới đẹp này khi đó thì mới tính tiền Nói chung là còn mấy cái target bé bé như thế này thì chưa tính tiền Nói chung là như vậy <laughs> Ờ uh, STB cũng đang uh, đẹp rồi. <laughs> STB như vậy là đẹp rồi. Uh, tuần này thì STB cũng đã ghi điểm. À tuần trước nó đã ghi điểm rồi, tức là nó đã ghi điểm ở vùng 24.5. mươi uh, 24.5 xong thì uh, bây giờ như vậy là chúng ta sẽ uh, bắt đầu có một cái điểm test cung kỹ thuật uh, quay trở lại đây, uh, quay trở lại đây. Ở quanh vùng 25 là đẹp rồi này, tuần này nó đi lững 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 lờ như thế này là đẹp. Đóng cửa vùng 25.5 à.2 uh, là đẹp rồi. Mục tiêu thì sẽ công vùng 26 cho Nam vùng 27 STB. <laughs> SHB của em Linh, à, mọi người vui vui thì nói thế chứ của bầu hiển á, không phải của em Linh đâu. À, rồi STB SHB, đấy nhắc đến hoa hậu cái gì gì đấy cuống hết cả người. Cả cuống cả cuống. À, rồi SHB ở đây là 15 15. 3 đang là vùng kháng cự các anh chị đây kháng cự à, tuần này nó công kháng cự thì nó công kháng cự thì nó sẽ có biên biến lắc đó, à, biến lắc này mà biên lắc này là tạm đẹp tức là đóng cửa ở, uh, tuần ở trên vùng 15 như vậy là tạm ổn ở uh, tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ quan sát thêm những cái động thái của SHB ở trên vùng 15 là chung SHB phải đánh là nó phải rơi vào cái lực cầu nó phải 20 1 2 3 1 2 3 nó phải tầm trung bình 20 triệu và con này mà đánh phê phê nó phải đánh khoảng tầm độ 30 40 thậm chí là có những phiên 50 triệu cổ phiếu đấy, à, đây này Đấy. Anh Hiển, anh Hiển anh ấy mà 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 đã không đánh thì thôi, nhưng mà khi đánh khoảng tầm 45 triệu cổ phiếu thì khi đấy thì khi đấy nó đi xa lắm. Đó. vậy thì đây đang là những cái giai đoạn mà có khả năng là tạo lập người ta cũng đang thu gom nên là cái dòng tiền lớn nó chỉ đang ờ, sấp xỉ khoảng quanh 20 triệu thôi. Còn khi mà nó chạy nước rút thì nó sẽ đánh lên khoảng tầm 40 50 triệu cổ phiếu cho một phiên HNB. À, liên việt Postman cũng đẹp rồi à, thứ nhất là tuần trước thì nó đã ghi điểm tức là nó đã à, nó đã break lên được cái vùng 15.5 tuần này thì nó đã có cái điểm test cung đẹp ở các anh chị quanh vùng 15 15 2 đóng cửa tuần ở 16 1 tạm ổn và mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng lên khoảng vùng 17 16 9 khoảng vùng 17 ơi em BVB này thì tích lũy bền vững à, thôi nhưng nhưng mà cũng không sao Nói chung là có một cái quỹ từ thiện nó cũng đang 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 cầm con BVB này cho nó chắc ăn quỹ mà Nhỡ mày nói chung nó không tăng Không giảm, cầm quỹ cho chắc Đó, Mà biết đâu được là nó ở Từ vùng 12.5, 13 này mà nó phi phát Lên vùng 24 thì cũng ấm Có tiền để mà đi Ủng hộ Đồng bào đúng không anh chị Ủng hộ đồng bào Làm việc từ thiện Mình Người bé mình làm việc bé Người lớn họ làm việc lớn đúng không ở các cái tập đoàn lớn ví dụ trong cái đợt mà hướng về miền Trung ấy, họ hàng 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 họ có tiềm lực nên họ có chi hàng hàng hàng, hàng tỷ hàng chục tỷ ví dụ như vậy à, nhưng mà team của chúng ta thì huy động được một ít tiền chỉ có tiền trăm thôi và team của chúng ta cũng đã tổ chức một cái uh, chuyến đi hành trình về miền Trung và chúng ta đi về thành phố Quảng Trị uh, nơi cũng có những cái thiệt hại rất là lớn trong cái đợt uh, lũ lịch sử ở miền Trung các anh chị <laughs> rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán các anh chị, chứng khoán rất là đẹp. Và tuần này thì chúng ta cũng đã bổ sung thêm một số tân binh của nhóm ngành chứng khoán trong những cái lệnh mua thì tí nữa ông sẽ phân tích thêm. Uh, nhóm ngành chứng khoán thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VCI, bản Việt sẽ là cổ phiếu đầu tiên. VCI thì quá đẹp rồi. VCI tuần này ghi điểm luôn, uh, hoàn thành target 42 và đang hướng về vùng kháng cự 47.5. Nhịp này VCI khả năng sẽ break vùng 47.5, nhưng VCI nhịp này đánh không phải đùa được. Ít nhất là khoảng vùng 52.5 đến khoảng vùng 55 ít nhất là phải 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 vươn lên vươn tầm lên được cái vùng này thì mới xứng đáng. Đấy. Liên vươn lên cái vùng kháng cự này. Còn tuần này thì chúng ta sẽ hướng về vùng 47.5. Uh, HCM uh, giai đoạn này cũng cực kỳ đẹp rồi đối với HCM thì chúng ta thử thêm lại xem mà chúng ta phân tích từ cái thời điểm nào uh, có những cái lệnh mua <laughs> từ ngày 20 tháng 7 vì sao nhìn ngắm 20 tháng 7 mùng 4 tháng 7 29 tháng 6 ngày 29 tháng 6 ngày mùng 4 tháng 7 29 tháng 6 29 tháng 6 đây các anh chị À HTM chúng ta sẽ bắt công kháng cự 22 và chúng ta bắt đầu bắt ở vùng 20.8 đến khoảng vùng 21 từ ngày 29 tháng 6. Tức là từ ngày 1 tháng 7. Cách đây 1 tháng. Cách đây 1 tháng thì chúng ta bắt đầu bắt cổ phiếu HCM HTM mùng 1 tháng 7. Đâu đó là ở đây các anh chị. Thì sau khi mà HTM nó công kháng cự 22 ở đây. Đúng ạ? Cùng phân tích điểm này thì nó sẽ có những cái nhịp nhà cung và những nhịp nhà cung đó thì cũng có nói đến 20.8 đến khoảng quanh vùng 21.1 các anh chị hoàn toàn có điểm mua 20.8 đến 21.1 ở đây đó rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục phân tích ở vùng 22 để chúng ta nâng tầm lên vùng 26 tuần này thì ngon rồi vượt 26 rồi thế này ngon rồi đó vậy thì các anh chị có thể hiểu rằng là cái cái sự thành công cái sự thành công hay cái sự thất bại nó nằm ở cái mẫu chốt nó nằm ở cái điểm này chúng ta thắng chúng ta đi trước nhiều người đi trước thì đi trước phải là mua trước nhiều người và bán trước nhiều người các anh chị bán trước nhiều người mới là thắng chứ còn chúng ta bán sau nhiều người thì chúng ta sẽ thua nhưng mà để bán trước được nhiều người thì chúng ta phải mua trước được nhiều người và để mua trước được nhiều người thì chúng ta phải có kỹ năng đó phải có những cái người định hướng và chúng ta có thêm những cái phân tích tham khảo tất nhiên là hùng lê không thể đúng tuyệt đối nhưng ít nhất hùng có những cái phân tích khá là sớm rồi sau đó các anh chị xào nấu lại sóc lại phân tích lại xem à ông này ông nói như vậy nó đúng hay nó sai nó hợp lý hay nó không hợp lý đó. nó hợp lý thì nó hợp lý ở chỗ nào nó chưa hợp lý thì chưa hợp lý ở chỗ nào chúng ta điều chỉnh lại cho nó hợp lý theo ý mình đó ví dụ như vậy đó thì đấy sẽ, sẽ rất là ok và cái cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng của ông lê xây dựng không phải là một cái cộng đồng giữa môi giới với nhà đầu tư mà bản thân Hùng Lê là một trong những người nó cuộn vào trong đó Trách nhiệm của Hùng nó rất là lớn đó. Và những anh chị em đã đồng hành cùng Hùng Lê Từ những cái ngày đầu tiên Khi chúng ta khai sinh lập quốc Khi chúng ta khai sinh là nhóm chiến chiến binh trên từng con sóng Đến thời điểm hiện tại Nó là từ năm 2018 Và bây giờ đã là năm 2022, 4 năm Ok anh chị Có những anh chị em đã đồng hành cùng Hùng 4 năm Và hiện tại vẫn tiếp tục đồng hành trên một cái góc độ quan điểm đó là cộng sinh tức là chúng ta dựa vào nhau để chúng ta sống chúng ta dựa vào nhau để chúng ta phát triển chúng ta dựa vào nhau để chúng ta đi và có một cái câu nói rất là hay các anh chị các anh chị đã nghe rồi đó là nếu như chúng ta đi nhanh thì chúng ta đi một mình tức là các anh chị muốn đi nhanh các anh chị cứ một mình thì các anh chị đi thì nó sẽ rất là nhanh không ai có bấu víu các anh chị cả các anh chị chạy rất là nhanh đi rất là nhanh nhưng mà cũng chết rất là nhanh và muốn đi xa đi dài đi bền thì chúng ta phải đi nhiều người à, chúng ta phải có một cái cộng đồng mạnh chúng ta phải có một cái đội nhóm mạnh chúng ta phải có một cái nền tảng kiến thức mạnh chúng ta phải có ở trong cái cộng đồng đó phải có những con người có tính chất xây dựng thì bản thân là trong team của hùng lê không phải khi nào hùng cũng tìm được những cổ phiếu tốt nhất các anh chị ví dụ như trong tuần vừa qua có mã cổ phiếu apg đó đó mã mã cổ phiếu apg nhà đầu tư hỏi à, em apg rất là hay và ngay lập tức là hùng soi soi lại chạc ngay apg đó và sau khi soi lại chạc APG xong ấy, thì ngay lập tức là có khuyến nghị mua đây ví dụ APG đó vậy thì cái cộng đồng của chúng ta là cộng đồng cộng sinh đó các anh chị cộng sinh đó APG đây đó thì anh Phú anh, anh nhắc đấy ông, ông viết nguyên văn anh phú anh nhắc cái mã này thì hiện tại là ông đã nhìn thấy được những cái vùng đó những cái yếu tố hỗ trợ cái tuần này ở vùng 7 vùng 7.3 7.3 hỗ trợ tốt này của anh lên như này giao dịch hợp lý và uh, chúng ta mua và chúng ta cân đó thì vùng cân của APG đã được rải lệnh từ vùng 8 xuống đến tận vùng 7.5 một số các anh chị đã gom được ở quanh vùng 7.6, 7.7, 7.8 Cái việc đó là không có quan tâm Nhưng ít nhất là gì? Chúng ta có cái sự cộng sinh như vậy các anh chị khi mà có cái sự cộng sinh như vậy có nghĩa là gì các nhà đầu tư cũng hoàn toàn có thể phân tích được những mã cổ phiếu tốt chọn lọc ra những mã cổ phiếu tốt và những cái mã cổ phiếu đó được các anh chị up lên nhóm và ngay lập tức đồng tiếp nhận cái thông tin đó Ông phân tích lại và ông cảm thấy là, à như vậy là ý kiến của anh chị rất là hay ok rất là hợp lý và 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 khi hợp lý rồi thì ông lại mang những ý kiến đó cho cả cộng đồng của chúng ta và xài chúng ta sử dụng và chúng ta à, là phân tích lại những cái phân tích đó thì như vậy nó sẽ rất là ok như vậy thì cái cộng đồng mà chúng ta xây dựng ở đây đó là cái sự cộng sinh các anh chị nó là cái sự cộng sinh làm thế nào đó để đưa ra được những cái phân tích tốt nhất rồi những cổ phiếu tốt nhất rồi cách tiếp cận thị trường tốt nhất có thể các anh chị nhá tốt nhất có thể tức là người ta bảo là có nhiều lúc là lực bất tòng tâm tức là muốn tốt nhưng mà lực của mình chỉ có được như vậy thôi đó vậy thì tốt nhất có thể các anh chị lưu ý như vậy tốt nhất có thể nó thì nó sẽ rất là hay ờ à, rồi ok thì chúng ta sẽ Tiếp tục đến mã cổ phiếu HCM. HCM thì là đẹp rồi đúng không ạ? SSI SSI hiện tại cũng đang rất là đẹp Mắng anh Hưng mãi thì cuối cùng là anh Hưng anh cũng đánh Nó bò ở cái giai đoạn này rất là khó chịu đúng không anh chị? Tuy nhiên là không sao cả Ở vùng 19.5, vùng 20 Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị gom Đó và bây giờ chúng ta đã nâng tầm được cái target của em này lên 22.7 Và tuần này thì chính thức là break vùng 24 cộng Đẹp miên luôn Uh, với cái sự uh, dòng tiền hưng phấn như vậy thì tuần tới nó sẽ có thể test lại quanh vùng 24 24 và sau đó thì chúng ta sẽ hướng cái target của SSA nhịp này uh, Sẽ lên vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28 Ở uh, VND cũng rất là đẹp rồi VND thì chúng ta đã có phân tích một cái hành trình khá là dài ở vùng 7.5 đến vùng 18 Rồi từ cái vùng này thì cũng bắt đầu nâng tầm target lên vùng 19.6 Thứ hai vừa qua break vùng 19.6 chúng ta hướng lên vùng 22.8 Ờ, uh, khi mà break vùng 20.8 rồi thì lúc đó uh, khả năng ấy thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp test lại cung chỉ nhảm đây để chúng ta có thể nâng cái target tiếp theo đó là lên khoảng vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. Ở uh, nhịp này thì nhóm ngành chứng khoán đang đánh rất là tốt rồi, dòng tiền đánh như này thì chỉ có sóng tăng thôi các anh chị. Gần như là như vậy. ờ, <laughs> uh, cổ phiếu FTS cũng uh, FTS cũng đang đập view cho các anh chị uh, những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này. À đó ở là view khi mà cổ phiếu FTS không thủng vùng 29 đến vùng 30 thì chắc chắn nó sẽ đánh break vùng 32 break vùng 32 thì nó sẽ hướng lên vùng 37 và với cái đà này thì cái, cái target 37 nó là là trong tầm rồi vấn đề là khi chỉnh khi mà nó đánh lên được vùng 37 thì khả năng nó sẽ có một nhịp chỉnh cung nhẹ về khoảng quanh vùng 35 để nó kéo tiếp và nhịp này thì FTS cũng hoàn toàn có thể kéo lên những cái vùng target rất là căng theo quan điểm của người như vậy ở khoảng quanh vùng 44 đến khoảng vùng 45 nó hoàn toàn hợp lý. Nhưng trước khi mà kéo lên vùng này thì chắc chắn nó sẽ có một nhịp rơi. Và cái nhịp rơi đó sẽ là cái nhịp mà chúng ta sẽ cân đo đong đếm rơi đến điểm nào, rơi đến tầm nào chúng ta cân. nó rất là rất quan trọng các anh chị ạ. Nhịp này là nhịp để chúng ta kiếm tiền. Chúng ta đòi lại những cái gì 6 tháng đầu năm chúng ta không không có đúng các anh chị. À, đối với MBS cũng như vậy, từ vùng 18 chúng ta nâng tầm lên đến vùng 22. 22 chúng ta đang nâng tầm lên vùng 25 và tuần này thì MBS cực kỳ tuyệt vời luôn, đạt cái vùng 25 trên 25. Như vậy thì với cái đà kéo này thì có thể tuần tới là MBS sẽ kéo vượt thoát vùng 25 sau đó nó sẽ chỉnh cung và nó sẽ chỉnh cung lại ở quanh vùng 24 và chúng ta sẽ hướng lên uh, cái target nó cao hơn nó quanh vùng 29 đến khoảng vùng 30 đối với MBS. Uh, CTS cũng rất là đẹp rồi. Đó các anh chị, CTS thì tuần này là coi như là break vùng 20 gọi là ngỡ gọi là, là 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 gọi là đàng hoàng chứng chạc đúng không anh chị? Cây nến này nó đóng lên vùng 22 thì nó không có cái gì để mất nữa rồi. Chắc chắn là tuần tới thì nó sẽ kéo lên vùng 20 23. Có thể test lại cung quanh 22 và sau đó nó break cái vùng nó thoát vừa thoát vùng 23. Và khi mà CTS vượt thoát vùng 23 thì biển trời mênh mông rồi các anh chị. Lúc đó thì nó, nó, nó nó kinh khủng lắm khi đó thì thôi ngồi đếm tiền thôi không không phải làm gì nữa đó, và chúng ta chờ đợi cái ngày mà mà CTS bay được cái vùng 23 ở đây các anh chị chờ ngày đấy ở BSI cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm tại thì BSI cũng đang tăng rất là tốt rồi các anh chị tuần này thì nó bắt đầu công kháng cự vùng 30 đến vùng 32 ở những cái tín hiệu kỹ thuật mà khi nó công vùng 30 nó test lại vùng 28.4 như thế này là cực kỳ đẹp các anh chị như thế này cực kỳ đẹp luôn Tuần tới thì Hùng kỳ vọng là nó tiếp tục ổn định ở trên vùng 28.4. Mục tiêu là chúng ta sẽ break vùng 30 để hướng lên vùng 32.5 và thậm chí là vùng 36 của nhịp này. BSD đi. BVS cũng đẹp rồi. BVS thì cũng như vậy. Sau một cái thời gian mà chúng ta có phân tích BVS ở quanh vùng 18. Đây chúng ta sẽ tìm lại này. ví dụ BVS chắc chắn có khả năng là có ngày 17 tháng 5 ngày 20 tháng 5 ngày 20 tháng 5 mùng 8 tháng 6 mùng 5 tháng 7 Hình như mùng 5 tháng 7 bắt đầu BVS 18 18.5 18 18.5 18. là ở đâu đây này Đó ở cái cái, cái biên biên lên này đó thì chúng ta bắt đầu có những cái điểm mua ở đây Và đến thời điểm hiện tại tuần này thì chính thức là nó đã bay vùng 20.4 rồi Và nó đang hướng về vùng kháng cự 23 ờ, Nói chung đối với BVS thì chúng ta có một cái kỳ vọng Đó là khi mà nó công lên được vùng 23 rồi thì nó sẽ chỉnh cung Khả năng nó sẽ chỉnh cung một cái nhịp ở đây Rồi sau đó nó sẽ hướng lên cái vùng kháng cự 26 Mà khi mà nó bay được cái vùng 26 cộng Thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái trang kỹ thuật của BVS Cũng rất là ok cặp đôi AGR và VX thì các anh chị đã quá quen thuộc rồi, mà cặp đôi khuyến nghị đầu tư từ những cái ngày rất là sơ khai. Đó. từ cái ngày đâu đó vùng 9.3, 9.5 rồi 9.8 vùng 10 và tuần này thì rất là tuyệt vời. AGR đã chính thức hoàn thành gọi là hoàn thành nhịp 1 là hoàn thành target 12 trên 12 AGR. Đó thì nó nằm hết ở đây thôi. Nó nó nằm hết ở đây và chúng ta có thể tra cứu tất cả mọi cái phân tích của cổ phiếu theo dòng thời gian đó ổn rồi như thế này ổn rồi lực cầu tạm ổn và chúng ta sẽ hướng cái mục tiêu tiếp theo nó vùng 36 đến vùng 14 VX VX cũng đang cực kỳ ổn áp luôn VX thì cũng từ ngày sơ khai từ vùng 9.3 9.5 Uh, bây giờ nó đã hướng được lên tuần này, tuần trước thì nó đã hoàn thành vùng 11 và chúng ta đang hướng lên vùng 129 đến vùng 133. Với cái đà đánh này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là tuần tới nó sẽ hoàn thành cái target này và sau khi mà hoàn thành cái vùng target này thì khả năng là nó sẽ có một cái nhịp trả cung ở đây. Đó và nhịp trả cung ổn định uh, theo như Hùng thì nó sẽ có thể giảm về quanh vùng 12 và sau đó thì chúng ta bắt đầu lại hướng lên target vùng 15. Như vậy chúng ta cứ từ từ chúng ta đi chúng ta phân tích ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có thêm ba cái tân binh, ba tân binh mới À không, tuần trước đã có rồi, còn có APG là mới thôi ORS, ORS nhịp này cũng đang rất, rất là đẹp rồi ORS thì cũng có ngắm ở vùng ba đến vùng 14-3 Và tuần này thì nó bắt đầu đẩy lên được vùng 153 ba à, Tuần tới thì có thể có, sẽ có thêm những cái điểm mua quanh vùng 15-3, 15 năm 15 ở đây Và mục tiêu ở trong nhịp đầu tiên thì ORS sẽ đánh về khoảng quanh vùng 18 đó là mục tiêu. Cổ phiếu TCI cũng khá là ok. Và TCI thì chúng ta cũng đang ngắm được vùng hỗ trợ kỹ thuật 8 đến vùng 8.7. Ờ, vùng này là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hướng lên một con sóng tăng uh, từ vùng hỗ trợ này. Ờ, tuần này thì nó cũng đã vượt thoát được vùng 9.7 và đang giao dịch ở quanh vùng 10.4. Như vậy là tuần tới thì có thể mua ở khoảng quanh vùng 10. Với mục tiêu nhịp này sẽ hướng về kháng cự 11.5. Cổ phiếu APG thì như ông vừa có phân tích ở đó. chúng ta có cái sự cộng hưởng các anh chị, có cái sự chia sẻ và chúng ta đã bắt đầu gom cổ phiếu APG ở khoảng quanh vùng 7.7.7 đến khoảng vùng 8. Và phía này thì APG đánh đánh trần ở vùng 8.26. Lực cầu khá là tốt và hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy rằng là cái dòng tiền đầu cơ cũng đang bắt đầu chiến em này rồi như vậy là sau một cái giai đoạn này có thể là giai đoạn mà tạo lập thu gom và bây giờ là tạo lập bắt đầu đánh đánh lên vậy thì đánh lên thì mục tiêu đầu tiên nó sẽ đánh về vùng 9 đó và từ vùng 9 này thì nó sẽ bắt đầu chỉnh cung và cái nhịp chỉnh cung đó thì cũng sẽ phân tích thêm để chúng ta dò tìm thêm các cái điểm mua của APG nói chung nhịp này chúng ta chiến APG được APG khi nó đánh thì cũng kinh khủng đó nó đánh nhịp này là đâu đó cứ cho khoảng từ vùng 6 đi 6 mà nó đánh lên lên vùng 20 tức là 63 18 bù thêm 2.000 mua trả đá nữa là 20.000 nhưng mà chúng ta chỉ cần là ví dụ trong nhịp này chúng ta thu gom được quanh vùng dưới 8 đi đó hoặc quanh vùng 8 mà nó đang đánh, đánh lên được khoảng vùng 12 14 là thôi cười hớ hớ rồi đó các anh chị đúng không và từ vùng 8 mà đánh lên vùng 16 thì có khi là ngồi cười cả ngày rồi những người ta ghét như vậy là những người ta ghét trong mơ đó, những người ta ghét trong mơ các anh chị còn khoảng 23 phần trăm là đã đã hớn hở lắm rồi. Còn nếu mà đánh lên được 100% phần trăm thì đấy là những cái target trong mơ các anh chị đúng là như vậy. Ờ uh, Ok như vậy là chúng ta có thể uh, hùng sẽ phân tích thêm một cái nhóm ngành nữa các anh chị nhé, nhóm ngành phân đạm nữa, rồi là chúng ta sẽ đi nói về thị trường chung. Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại là hùng đang tập trung chủ đạo đánh bốn cái nhóm ngành chính đó là thủy sản, thép, uh, thép, uh, bất động sản xây lắp hạ tầng, đầu tư công, banh chứng khoán và thêm vào đó là một số các cái nhóm ngành phụ họa nữa đó còn lại thì bốn cái nhóm ngành đó đang là những bốn cái nhóm ngành trụ cột mà chúng ta à thêm nhóm ngành bất động sản à, bất động sản công nghiệp nữa thì đấy những cái nhóm ngành phụ họa thôi à, các anh chị mà quan tâm thì chúng ta có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta trả lời à, bfc đến thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm à, cái trang kỹ thuật à, tương đối là đẹp à, kết quả kinh doanh thì đang khá là tốt vùng 22.5 đang là hỗ trợ Ngắn hạn có kháng cự 25 và tuần tới có thể chỉnh cung ở quanh vùng 23.3, đấy là vùng các anh chị có thể canh gom thêm. À, Đạm cà mau ở đây à, chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ 29. Tuần này thì Đạm cà mau đã đẩy à, thoát lên được vùng 30.5, cây nến à, ngày phiên ngày thứ tư khá là đẹp. Hiện tại thì à, em này đang có những phiên test ở quanh vùng 31.4, 31.5, các anh chị có thể canh gom thêm. Ở Đàm Phú Mỹ cũng hoàn toàn tương tự như vậy Chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 45.3 Tuần này thì nó đang test lại ở Vùng 46, 46.5 Đây là vùng mà cái anh chị có thể canh gom thêm Lát Hiện tại cũng đang khá là đẹp Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 12.5 Và ngắn hạn chúng ta có kháng cự 13.5 Mục tiêu thì Break 13.5 để hướng lên vùng 15 CSV về ở đây chúng ta có kháng cự 46 vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 41.5 đến khoảng vùng 42 đấy là một số các cái yếu tố kỹ thuật các anh chị em lưu ý à, còn nhóm ngành nhóm ngành nào nữa nhỉ phân tích thêm nhóm ngành thủy sản cho các anh chị nữa CMX cả về nhóm ngành này cũng đang theo thì CMX sau chia thì chúng ta có nói ở đây rồi đó là vùng 13 năm đến khoảng 14 đó là vùng hỗ trợ ở tuần vừa qua thì CMX cũng đã có một cái lực đẩy tương đối là tốt để đưa CMX về lại ở khoảng quanh vùng 14.5 thì các anh chị có thể canh gom thêm ở quanh cái biên này. ANV ANV như vậy là ANV trong tuần vừa qua ANV cũng đã có ở vùng 42.5 và sau đó cái lực cầu đẩy lên cũng đang tương đối là đẹp. Ở cái giai đoạn hiện tại thì cũng chưa hiểu được cái ý đồ tạo lập của ANV lắm. Tức là nó đánh lên rồi nó đạp xuống ở đây và nó cũng tất nhiên là nó cũng chỉ đạp xuống đến hỗ trợ thôi 42.5. Đó và bây giờ nó đang có những cái tín hiệu đánh lên như vậy thì tuần tới các anh chị có thể ke ở biên 44 đến khoảng biên 45 như vậy biên này chúng ta gom thêm. Đó với một mục tiêu khả năng nhịp này đánh thật rồi đấy, nhịp đấy nó xả hết rồi, ông nào hoảng là té hết rồi. Thì nhịp này nó khi nó lên vùng 50 đến khoảng vùng 52. ASM, ASM cũng được khuyến nghị đầu tư. Và đối với ASM, đó, hỗ trợ đây, Tuần trước thì chúng ta đã có điểm gom 14.1, sau đó được đẩy lên vùng 15 và tuần này thì đang hướng về vùng kháng cự 16. 16 16. Rồi và nó đóng cửa vùng 16.1 như vậy là cũng tạm tạm ổn. Mục tiêu trong nhịp này thì khả năng đánh về quanh vùng 18 của SM hợp lý. IDI IDI đoạn này cũng đánh vòng quá Nhưng không sao, chúng ta có hỗ trợ 18.5 19, đó là những cái vùng gom rất hợp lý. Ok các anh chị. À, chúng ta sẽ mua những cái điểm như vậy đấy tuần trước nó đánh ở vùng 19 và sau đó nó có điểm test này phiên ngày thứ hai test luôn đó, nó test luôn như vậy chúng ta có những điểm mua rất đẹp và ngắn hạn thì như vậy là đây thằng này kháng cự kháng cự đây nó lên đây đang có hai điểm test như thế này cầu bằng một nửa như vậy là cũng tạm ổn à, tuần tới tuần tới sẽ có khoảng vùng 19.5 19.5 anh chị có thể quan tâm thêm quan tâm thêm ở vùng 19.5 đang cầm có thể canh gom thêm Mục tiêu thì uh, hướng đến vùng 21, break vùng 21 thì kỳ đồng sẽ phân tích thêm. Đó. Đầu tiên ông phải vượt được cái cản này đã. Cản 21 đang nằm ở đây. Và đấy là vùng giá mục tiêu. Rồi, ok anh chị, uh, danh mục các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ dừng lại như vậy và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai, chúng ta view lại các cái kỳ bản phân tích tuần uh, trong tuần vừa qua. Thì các anh chị uh, chúng ta đã có một cái tuần uh, giao dịch rất là thành công. Uh, tuần giao dịch rất là thành công và trên cái bản tin tuần thì ông lê cũng đã có đánh giá uh, khá là chi tiết đó là đánh giá nhóm gỗ này đánh giá anh đức nổ này gồm có hoàng anh gia lai và hag xong đó anh hạ thì có tch và cổ phiếu hs đồng thời với việc như vậy thì chúng ta đã uh, đánh giá rằng là phiên ngày thứ sáu đã có một cái nền test đầu ngọn đúng như kịch bản và Uh, phiên ngày mai sẽ là phiên bản lề tức là phiên của giao dịch ngày thứ hai, mục tiêu là index sẽ phải kết phiên ở trên vùng 1.220 điểm thì cực đẹp nó tiền đề cho các cái phiên giao dịch tiếp theo. Và chúng ta có dự báo các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật uh, tuần, ví dụ đối với VN30 ở quanh 1230 đến khoảng vùng 1235 thì các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu nhìn về uh, biểu đồ VN30 như vậy thì trong tuần vừa qua thì VN30 chỉ có một cái điểm test kỹ thuật rất là nhẹ nhàng ở khoảng phiên giao dịch của ngày thứ hai ở quanh vùng 1230 ở đây thôi, chứ còn vùng 1225 là nó không về. À, đối với chỉ số vi à, chỉ số phái sinh thì chúng ta có 125 và 120 và đối với phái sinh thì cũng như vậy, phái sinh thì cũng chỉ có một cái điểm test về quanh vùng 120 1230 đấy thôi. Còn không về đến vùng 1225. Đó là điểm như vậy là thị trường mở cửa tuần là nó đã thể hiện một cái sức mạnh rất là mạnh luôn. Đó. Và index chúng ta có dự báo ở vùng 1195 195 đến khoảng vùng 1.200 điểm Và chúng ta nhìn xem đối với chỉ số index Ở trong tuần vừa qua thì index chỉ có uh, Index chỉ có cái điểm ở đây là vùng 1205, 1.206 điểm Như vậy là nó cũng chưa về đến còn 5 điểm Nó về đến vùng 1.200 điểm cơ Như vậy là rất đẹp luôn, rất khỏe luôn Cùng với đó thì chúng ta cũng đã có uh, dự báo Những cái vùng kháng cự ngắn hạn của thị trường đó là VN30 chúng ta có vùng 1240 và sau đó thì nó sẽ hướng cản 1255 thì chúng ta sẽ xem ở đây ở đối với chỉ số VN30 thì trong tuần vừa qua VN30 đã có một cái lực đánh rất là tốt đầu tiên trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã break vùng 1240 ở đây và sau đó nó hướng cản lên đến vùng 1255 các anh chị đó và nó đạt được cái mắc target ở 1255 ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba ngày thứ ba là nó đã đạt được lên 1255 à, đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta có hướng lên cái vùng kháng cự đó là 1240 sau đó là vùng mắc ở đây chúng ta sẽ hướng lên vùng 1253 thì phái sinh chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ tuần trong tuần vừa qua đây các anh chị đầu tiên nó hướng lên được vùng 1240 ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba và sau đó thì nó hướng lên được mắc ở đây là 1253 trong uh, trong phiên giao dịch của ngày thứ tư, đó, trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thì nó đã hướng được mắc cái kháng cự tuần. Uh, và chúng ta cùng nhìn kháng cự tuần của index đó là vùng 1220 và sau đó thì chúng ta còn nói đến vùng 1240 uh, đối với chỉ số VN Index ở đây. Đó, thì đây là 1220 các anh chị và sau đó thì đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì nó hướng lên được vùng 1240 điểm và trong tuần thì hùng đã tiếp tục điều chỉnh cái kịch bản của thị trường khi mà thị trường của chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư sau khi kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư để chuẩn bị cho phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì hùng đã có những phân tích rất là quan trọng rất là quan trọng về mặt tâm lý hành vi rồi về mặt gọi là cái mức độ hấp thụ dòng tiền của thị trường trong cái tuần vừa qua. Và chúng ta tiếp tục uh, dự báo cái vùng kháng cự uh, khi mà test lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà có phân tích khá là là chi tiết ở đây thì chúng ta sẽ đưa cái vùng kháng cự tuần lên uh, các cái vùng cao hơn đó là VN30 ở vùng 1270 đến khoảng vùng 1275 điểm. Thì các anh chị nhìn thấy đây ở trong tuần thì VN30 uh, có thời điểm là đã kéo lên vùng 1280 nhưng kết tuần nó ở 1272 điểm. Như vậy thì chúng ta dự báo cái vùng kháng cự tuần ở 1270 đến khoảng 1275 nó rất là sát. Ok các anh chị. ở tiếp theo thì chúng ta có đưa cái kháng cự của phái sinh uh, nó sẽ nâng lên tầm ở vùng 1260 đến khoảng vùng 1262 điểm. Thì uh, chúng ta thấy rằng là đối với chỉ số phái sinh ở đây, các anh chị có thể nhìn đến đây. Đó. 1260 đến vùng 1262 và phải đến phiên ATC thì uh, phái sinh mới đóng cửa vùng 1264. Như vậy nó cũng khá là sát cái mức độ dự báo về cái vùng target của phá sinh ở, trên, ở trên, trên 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 tuần đúng không ạ? Ở trong phiên giao dịch ngày thứ năm và đối với index thì hùng có đưa ra cái mức kháng cự tiếp theo đó là vùng 1255 điểm đến vùng 1260 và các anh chị có thể nhìn thấy đây. Uh, index của chúng ta ở đây vùng 1255 đến vùng 1260 và 1255 đến vùng 1260 và đây các anh chị 1255 1260 tiệm cận về đến đây là bị đạp xuống đó tiệm cận về đến đây là đạp xuống và đóng cửa hai vùng 1525 điểm như vậy thì trong tuần vừa qua nhìn về mặt tổng quan là thị trường của chúng ta đã có một tuần giao dịch cực kỳ tích cực các anh chị à, tuy nhiên à, sau cái sự giao dịch tích cực đó thì thị trường cũng đã tiệm cận những cái vùng kháng cự rất mạnh tiệm cận những vùng kháng cự rất mạnh như vậy thì chúng ta sẽ nhìn à, về à, cái xu hướng của thị trường ở trong tuần mới đó là gì như vậy thì thị trường của chúng ta sẽ có cái sự test cung trả nền thì với với mặt quan điểm là index của chúng ta sẽ kiểm tra lại vùng 1240 còn điểm sâu hơn sẽ là 12 đấy sẽ là 1228 1230 đấy là sẽ là những cái điểm rung lắc quay trở lại đối với chỉ số VN Index đối với chỉ số VN30 thì có ngắm lại ở đây đó là vùng 1262 điểm sẽ là cái vùng mà VN30 khả năng sẽ quay trở lại test cung và cái điểm sâu hơn đó là chúng ta sẽ ngắm ở vùng 1253 đến vùng 1255. Tức là trước đây nó là thành cái vùng kháng cự khi chúng ta phân tích ở trên bản đến tuần thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở đây và đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ ngắm ba cái điểm điểm đầu tiên đó là phái sinh test lại về quanh vùng 1256 và điểm thứ hai sẽ là quanh vùng 1250 ở hai cái điểm này thì chúng ta sẽ phân tích ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và trong trường hợp nếu như phái sinh bị mất vùng 1250 thì khi đó chúng ta mới tính toán đến vùng 1240 cái này thì ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến để chúng ta đánh giá cái trang kỹ thuật của phái sinh và hiện tại thì trang kỹ thuật của phái sinh theo quan điểm hùng là đang rất là đẹp đối với cái trang kỹ thuật này đó Uh, rồi và trên cơ sở như vậy thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục đi xây những cái kháng cự tuần cao hơn Đó đi xây những cái kháng cự tuần cao hơn uh, ví dụ ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn ở trên chặt ngày đi đó ví dụ chúng ta sẽ nhìn ở trên chặt ngày vậy thì trên cơ sở mà khi mà nó test được thành công những cái vùng như vậy thì chúng ta đó những cái vùng đây trên chặt ngày các anh chị này thì uh, index nó sẽ có những cái độ rơ và những cái độ rơ đó thì cũng đã 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 định sẵn ở đây rồi và chúng ta sẽ uh, phân tích rất kỹ những cái điểm này để chúng ta thu gom. Và ví dụ khi mà chúng ta uh, có một cái nhịp uh, bờ, tích lũy thành công và ví dụ index tuần bắt đầu break vùng 1260 thì cái đó chúng ta sẽ hướng lên vùng cản 1300 điểm, đó ví dụ như vậy, 1300, 300, đó ví dụ với, với index. Rồi đúng không Và với VN30 cũng như vậy, khi đó khi mà, mà mà cái câu chuyện là chúng ta đã tích lũy thành công ở được những cái vùng mà ví dụ 1253. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu hướng lên những cái vùng cản có thể đồng pha đấy 1300 và với phái sinh đó, với phái sinh thì chúng ta cũng như vậy có thể là quanh vùng 1295 đến khoảng vùng 1300 thì đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ ngắm đến sau khi mà thị trường của chúng ta test cung hỗ trợ thành công như vậy ở trong cái thời điểm tại thì các anh chị có thể nhìn ở đây ở ờ, chỉ số VN Index ở đây là rõ ràng nhất thì cái câu chuyện ở trong thời điểm hiện tại đó là dòng tiền tạo lập đã đánh lên khoảng 15 đến 17.000 ca tỷ trên một phiên. Đấy là một cái tín hiệu rất là tích cực và nó đã phản ánh nó đã xóa tan đi và nó đã đạp đi tất cả những cái tâm lý bi quan của nhà đầu tư trong cái giai đoạn vừa qua. Tức là sau một cái giai đoạn giao dịch nó chỉ có 10.000 tỷ thôi, 8.000 tỷ thôi thì tuần này nó bắt đầu bơm thêm. Vậy thì cái động thái bơm thêm đó không phải là nhỏ lẻ bơm mà chắc chắn là tạo lập bơm, nó bơm có ý đồ. Vậy thì khi bơm có ý đồ thì nó phải kéo cổ phiếu đi được một cái đoạn nào đó đủ một cái target để họ có thể chốt lãi được hết. Ok, để thu tiền về như vậy thì theo về mặt quan điểm của Hùng tuần đầu tiên nó bơm 15 đến 17 nghìn, 15 đến 17 nghìn ca tỷ ấy, thì nó sẽ có cái độ test nhẹ để cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nào họ chốt lãi thì họ chốt đi và sau cái sự rung lắc đó thì bắt đầu tạo lập tiếp tục kéo và cái nhịp kéo tiếp theo này mới là nhịp kéo mạnh mới là nhịp kéo mạnh như vậy thì uh, như vậy thì tuần tới index của chúng ta sẽ có những cái biên gọi là những cái biên tiên quyết ví dụ như là ở vùng 1230 đến vùng 1233 hoặc là 128 đến 1230. Đấy, cái vùng mổ đã phân tích như vậy, đấy là vùng tiên quyết để chúng ta cầm cổ phiếu để chúng ta tiếp tục xác nhận cái xu hướng mà thị trường có thể đi tiếp. Đó, thị trường có thể đi tiếp. Và đấy sẽ là những cái phiên rất bản lề các anh chị nhá, sẽ rất là bản lề và chúng ta cố gắng bám sát để chúng ta hiện từ khóa, thứ nhất là hiện từ khóa lợi nhuận rồi xong rồi thì chúng ta phải ke được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta canh ngon. Rồi bản tin tuần này đến đây là hết và với những mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin. Với những anh chị em đã theo dõi những bản tin tuần của Hùng Lê và chúng ta đã có ở những cái góc nhìn, những cái phân tích, những cái quan điểm đồng hành thì Hùng cũng mời các anh chị về tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS mở tài khoản và về đồng hành cùng với team của Hùng Lê để chúng ta nhận các cái phân tích hỗ trợ trực tuyến để chúng ta hỗ trợ một một trong cái thời gian khung giao dịch trực tuyến khi các anh chị hỏi về cổ phiếu thì cũng sẽ lập tức uh, có những câu trả lời và trên cơ sở những câu trả lời đó các anh chị tham khảo tham khảo xong rồi thì uh, chúng ta đưa ra những cái quyết định của mình ok